Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm rồi em ơi. Em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều ạ. Sản phẩm gì thế em? Dạ chị ơi, đây là kẹo mầm lúa mạch gôn của Thảo Mộc 37, hay còn gọi là kẹo nửa ngực. Những chị em nào chúng ta đang bị vòng một bị lép, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng hay đầu ti bị thâm đen thì cam kết dùng đủ liệu trình kẹo mầm của bên em sẽ tăng từ 3 đến 5 cm. Ngoài ra đầu ti sẽ hồng hơn, hai bên vòng một sẽ cân xứng hơn. Và những chị em nào chúng ta xem livestream ngày hôm nay đều được khuyến mại vô cùng ưu đãi và được tặng quà luôn. Chị em nào chúng ta chưa sinh con dưới độ tuổi 25 thì chỉ cần dùng liệu trình là 2 hộp thôi. Còn những chị em nào đã sinh con mà từ độ tuổi 35 đổ về là chúng ta phải dùng liệu trình 5 hộp. Thì ngày hôm nay 5 hộp sẽ có giá xỉ. Còn chị em cô nào có độ tuổi là 35, 45, 55 thì bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp. Thì bình thường chúng ta phải mua 10 hộp là 1,8 triệu. Thì ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và được tặng một sản phẩm, đấy là kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng và chữa chảy máu chân răng, ebot răng. Em ơi, chị 35 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị Thảo Phạm ơi, chị 35 tuổi, chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp 780.000 nha. 10 hộp bình thường là 1,8 triệu. Trước chị mua không khuyến mại hôm nay giá như thế nào em? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, ngày hôm nay một hộp là 180.000, hai hộp chỉ còn 250.000, 5 hộp giá xỉ là 430.000 và 10 hộp là giá 780.000 miễn phí ship chị nhá. Những chị em nào xem livestream của em đều được khuyến mại. Đây là dòng sản phẩm tăng vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường nhờ có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Mà theo khoa học đã nghiên cứu rồi, sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch thì sẽ cho ta một cái hoạt chất mà khi ăn vào nó sẽ tăng size vòng 1 gấp 20 lần. Và ngoài ra nó còn giúp nâng mô và cơ, tái tạo săn chắc từ mô ngực của chúng ta, săn chắc đánh mạnh vào vòng 1 và tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV truyền hình rất là nhiều lần như là kênh VTV1, VTC14, VTV6 vân vân. Những chị em nào chúng ta xem livestream vòng 1 chúng ta đang bị lép, lép lâu năm, lép bẩm sinh hay là lép sau sinh đều có thể sử dụng được một liệu trình như thế này. Chúng ta sẽ tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Giá thế nào em? Trước chị mua sản phẩm này rồi dùng hiệu quả lắm. Em cảm ơn chị Minh Thành rất là nhiều. Giá ngày hôm nay khuyến mại chị nha. Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm ăn nữa được không em? Dạ chị Mộc Miên ơi, ăn 5 hộp tăng 3 cm thì chị có thể ăn thêm 5 hộp nữa để tăng nữa. Còn chị muốn tăng 3 cm thôi thì chị sẽ không phải dùng nữa nhá. Những chị em nào chúng ta cảm thấy tăng như thế là đủ rồi thì chúng ta sẽ ngưng lại, cam kết ngưng lại, không bị nhão, không bị sệ trở lại, bởi vì đây là dòng sản phẩm tái tạo từ mô và cơ, săn chắc trong mô cơ ngực của chúng ta. Cho nên là nó sẽ không bao giờ bị bé lại khi chúng ta ngưng sử dụng, đây là lời cam kết. Và chúng ta dùng đủ liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100%. Kể cả những chị em nào vòng 1 bị lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép teo tóc không có gì, vẫn có thể tăng từ 3 đến 5 cm được. Tùy vào những chị em nào muốn tăng nhiều hay tăng ít mà chúng ta dùng một liệu trình hay là hai liệu trình. Nhưng mà so với độ tuổi thì nếu mà 25 tuổi mà chưa sinh con, 25 tuổi đổ về thì chỉ cần dùng hai hộp thôi. Bởi vì là chúng ta biết sản phẩm này nó sẽ tăng từ 20 lần rồi cho nên nó tăng nhanh. Thì chúng ta chỉ dùng trước 2 hộp là 250.000 để xem chúng ta tăng bao nhiêu cm. 3 đến 5 cm là cam kết của công ty, nhưng có người người ta tăng 4 đến 5 đến 6 cm. Còn nếu ai đã sinh con rồi mà từ 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá xỉ là 430.000 miễn phí ship. Những cô nào, chị nào độ tuổi 35, 45, 55 tuổi thì bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp. Thì bình thường 10 hộp là 10 hộp là 1,8 triệu cơ. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn có 780.000, đồng thời ngày hôm nay nhá, duy nhất ở livestream này của em, các chị em mua 10 hộp kẹo mầm sẽ được tặng một cái kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng này, ê bút răng này, nhiệt miệng này, và quan trọng đánh trắng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Chúng ta sẽ đánh thay kem đánh răng bình thường luôn, đánh buổi sáng và buổi tối. Cái sản phẩm này trẻ em có thể ngậm được để chữa viêm họng, bà bầu, trẻ nhỏ đều sử dụng, nó rất là ngọt, nó được lên men 24 giờ đồng hồ bằng 16 loại thảo dược, canxi này, vitamin, các vitamin này, mật ong, mật mía, cam thảo, ô long vĩ, đinh hương vân vân. Và nó có giá là 300.000 đồng nhá. Những chị em ngày hôm nay mua 10 kẹo mầm sẽ được tặng một hộp kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Cho em đặt 5 hộp với em để lại cho chị số điện thoại nha. Những chị em nào đặt hàng phải để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream ngày hôm nay để được mua giá xỉ và để được khuyến mại luôn. Chị ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm ăn nữa được không? Thảo Trần ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm có nghĩa là nhanh rồi. Bây giờ em muốn ăn nữa thì em có thể là mua 2 hộp hoặc là mua 5 hộp nữa. Thì nếu như đã có con mà dưới 35 tuổi chúng ta sẽ dùng 5 hộp nhé. 5 hộp là giá xỉ là 430.000, bình thường giá là 900. Đó, còn những chị em nào, cô nào độ tuổi tiền mãn kinh này, 35, 45, 55 hay thậm chí là 65 tuổi ở độ tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta dùng cho em là liệu trình là 10 hộp. 10 hộp 1,8 triệu giảm còn 780.000 được tặng kem đánh răng. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV, lên truyền hình, được xuất khẩu sang nhiều nước rồi và giá niêm yết ở mã vạch của Bộ Y tế là 180.000 một hộp. Những chị em nào đặt hàng trên livestream ngày hôm nay để lại cho em số hộp kèm số điện thoại,
Em sẽ không đọc hết đơn đâu bởi vì em đang live stream trên 3 máy. Những chị em chúng ta đã xem live stream, chúng ta được mua khuyến mại cứ để lại số điện thoại. Vì đây là live stream khuyến mại duy nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Đây là dòng sản phẩm giúp tăng size vòng một từ mô và cơ, tăng hoàn toàn theo cơ chế tự nhiên từ mô và cơ ngực của chúng ta, và tăng size gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Nó tăng là tăng từ sâm tố nữ và mầm đậu nành kết hợp với nhau. Và quan trọng, đây là dòng sản phẩm độc quyền duy nhất trên thị trường có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và khi tăng rồi thì khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ không bị bé lại. Đây là cam kết của bên em. Nhận hàng sẽ có thẻ bảo hành cam kết như thế này. Đây là thẻ cam kết bảo hành tăng size. Nó có số điện thoại, địa chỉ và họ tên người bán hàng đàng hoàng luôn. Nên những chị em chúng ta mua hàng, chúng ta mở ra kiểm tra, chúng ta có thẻ bảo hành thì chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán. Mà check là sẽ có mã vạch, check ra là 180.000 một hộp. Ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 2 lần, buổi sáng 4 viên trước khi ăn sáng, buổi tối 4 viên trước khi đi ngủ. Ăn xong uống kèm cho em một ly nước, càng ấm thì việc hấp thụ vào cơ thể càng tốt các chị em mình nhá. Và đây là dòng sản phẩm được lên TV, lên truyền hình rất là nhiều lần luôn, và được công nhận là tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Em 36 tuổi dùng mấy hộp chị? Dạ chị ơi, 36 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp nhá. 10 hộp 1.8 triệu, giảm còn 780.000 và tặng một kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và chị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, ế út răng, trị giá 300.000 đồng, cũng của Thảo Mộc 37, được bán tại hiệu thuốc tại bệnh viện rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay ai mua 10 hộp kẹo mầm như thế này giá 780.000 được tặng một kem đánh răng này, này là trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Em dùng 10 hộp tăng 4 cm rồi, dùng được nữa không? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, chị dùng 10 hộp đã tăng 4 cm rồi, chị muốn tăng nữa chị dùng cho em liệu trình nữa nhé. Bình thường 10 hộp là 1.8 triệu, nhưng ngày hôm nay 10 hộp chỉ có 780.000 và miễn phí ship. Chị bị u ăn được không em? Dạ chị ơi, bị u, bị nhân, bị sơ lành tính, dùng tất cả các sản phẩm tăng vòng 1 trên thị trường không được. Nhưng đối với sản phẩm bên em có thành phần là cao trinh nữ. Cao trinh nữ này theo khoa học đã nghiên cứu, các chị em mình có thể lên Google để tìm. Cao trinh nữ này nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, kiềm sự phát triển của khối u của chúng ta, nên chúng ta sử dụng hoàn toàn được luôn các chị em mình nhé. Ngoài ra trong sản phẩm này có thành phần là collagen từ tảo biển, khi sử dụng nó sẽ đẹp da, trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông và mờ nám sạm tàn nhang luôn. Đây là cam kết của bên em, không tăng size bên em sẽ hoàn tiền, không đẹp da cũng được hoàn tiền luôn. Và có thành phần là collagen thì nó sẽ đẹp da, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông. Còn những cái thành phần như cao trinh nữ, cao hồng sâm ở trong sản phẩm này, nó sẽ làm cho tóc mượt này, tóc đỡ gãy rụng này, ngủ ngon hơn này, ngủ sâu giấc hơn này, và tóc mượt cũng như là da đẹp hơn. Những chị em nào mà chúng ta đang kỳ kinh nguyệt hay đau bụng này, hay đau lưng, thì khi sử dụng đúng liệu trình kẹo mầm lúa mạch cho bên em, cam kết hết đau bụng kinh, hết đau lưng luôn, và kinh nguyệt sẽ điều hòa rất là đều, da rẻ chúng ta sẽ rất là đẹp. Và một hộp là 180.000, hai hộp là ngày hôm nay có giá 250.000, năm hộp giá chỉ là 430.000 và 10 hộp giá là 780.000. Những chị em nào chúng ta mua hàng phải comment cho em số hộp kèm số điện thoại, bởi vì đây là live stream duy nhất khuyến mại lớn, vừa áp dụng giá chỉ vừa được tặng quà, nên là chúng ta phải để lại số điện thoại trên cái live stream này của em. Và sản phẩm này đã được lên TV rất là nhiều lần rồi nhá, em nhìn thấy trên TV nhiều lần rồi, cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Hoàng Loan đặt 10 hộp, em nhận số điện thoại. Chị Uyên Lê 10 hộp rồi, chị Thắm Võ 10 hộp rồi, chị Vũ Linh Hương 10 hộp rồi, chị Lily Nguyễn 10 hộp rồi, chị Đào Huyền Trang 10 hộp rồi, chị Lưu Tươi 10 hộp để tặng kem đánh răng. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị em nào cũng đặt 10 hộp hết, bởi vì chúng ta ngày hôm nay được tặng kem đánh răng này, được giảm từ 1.8 triệu xuống còn 780.000 này, tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng gấp trắng răng gấp 3 lần, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship luôn. Một hộp là 180.000 em ơi, nhưng mà một hộp chị không bán nhá, bởi vì một hộp nó chưa đủ liệu trình. Cam kết với chị em nào dùng đủ liệu trình không tăng size mới hoàn tiền, còn dùng không đủ liệu trình không được cam kết, bởi vì một hộp nó đâu có tăng size đâu. Phải dùng ít nhất 2 hộp, và những người dùng 2 hộp đấy là những người mà chưa sinh con dưới 25 tuổi. Thì chúng ta chỉ cần dùng 2 hộp là cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Còn đã sinh con rồi dưới độ tuổi 35 bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp giá xỉ 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn dùng được liệu trình là 10 hộp. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng các chị em mình nhá. Chị ơi em 42 tuổi, chị ơi chị 42 tuổi dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000. Cam kết tăng từ 3 đến 5 cm và quan trọng tăng từ mô và cơ, săn chắc, và khi chị dừng lại nó không bị bé, không bị thu nhỏ lại chị nhá. Đây là cam kết của công ty. Những chị em nào mà chúng ta đang bị vòng một là lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép không có gì sau khi cai sữa con, chảy xệ, nhão nhuẹt, dùng đủ liệu trình cho bên em, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm, không tăng sẽ được hoàn tiền, có thẻ bảo hành cam kết, có số điện thoại địa chỉ rất là rõ ràng, nên các chị em mình cứ yên tâm. Em đặt 5 hộp thấy không thấy chị đọc đơn, dạ chị ơi em đang live stream trên 3 máy cho nên em đọc không kịp, em xin phép ngày hôm nay em sẽ chuyên sâu về tư vấn. Còn các chị em mình đặt hàng để được khuyến mại cứ để lại số hộp kèm số điện thoại trên live stream này của em,
là chúng ta sẽ được mua giá xỉ và mua 10 hộp sẽ được tặng kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng các chị em mình nhé. Em ơi, 26 tuổi dùng mấy hộp chị đã sinh con? Chị ơi, 26 tuổi chị đã sinh con, chị dùng cho em liệu trình 5 hộp nhá. 5 hộp là 900.000, giảm còn 430.000, với điều kiện là chị phải để lại số điện thoại trên livestream này của em là chị sẽ được mua giá xỉ là 5 hộp còn 430.000. Chị ơi, em dùng 5 hộp tăng 3 cm dùng được nữa không? Dạ chị Trầm Nguyễn ơi, 5 hộp tăng 3 cm chị có thể dùng nữa nếu chị muốn tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì chị có thể dừng lại, nó sẽ không bị bé lại đâu chị nhá. Đó, chị Diện Ngô đặt 5 hộp em nhận số điện thoại rồi. Hiền Nguyễn Thị đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. Mộc Trần đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. 10 hộp tặng gì em? Dạ 10 hộp ngày hôm nay sẽ được tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng này, nhiệt miệng này, và giúp trắng răng gấp 3 lần. Đây các chị có thể thấy đây là kem đánh răng YX3, trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Những chị em nào có chồng hoặc là chúng ta bị uống rượu, uống bia, hút thuốc lâu ngày mà răng bị ố, bị xỉ, bị vàng thì hoặc là uống trà, uống cà phê thì chúng ta dùng kem đánh răng là cho em từ 7 đến 10 ngày, cam kết răng trắng bật tông gấp 3 lần là vẫn giữ được men răng chắc khỏe các chị em mình nhá. Đó, và một tuyếp như thế này là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay những chị em nào mua 10 hộp kẹo mầm lúa mạch thế này trị giá là 780.000, chúng ta sẽ được tặng một kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng. Có thể ngậm được chữa viêm họng này, chữa chảy máu chân răng này, ngậm được để trẻ em có thể là chữa được viêm họng đây nhá. Các chị em mình nhìn thấy em ngậm này. Đó. À. Khi mà em nói nhiều em bị viêm họng thì em có thể ngậm vào cho nó thanh dịu cái họng luôn ngay tức thì lúc đấy. Và chúng ta cũng có thể pha một ít như thế này vào cái nước ấm để chúng ta làm cái nước súc miệng. Nó rất là cảm thấy rất là sạch miệng và rất là thơm tho. À. Và những chị em nào mà chúng ta những chị em nào hoặc là anh em nào mà chúng ta bị uống trà, uống cà phê, hút thuốc lâu năm mà răng bị ố, bị xỉn do chúng ta không đánh được kem đánh răng thông thường cho nó sạch ý, thì dùng kem đánh răng này em đảm bảo từ 7 đến 10 ngày trắng răng gấp 3 lần luôn. Đây là dòng kem đánh răng được bán công khai tại các bệnh viện và tại các nhà thuốc, một tuyếp là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay bên em sẽ tặng khi chúng ta mua 10 hộp kẹo mầm như thế này. Những chị nào, cô nào 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn có thể sử dụng được một liệu trình kẹo mầm là 10 hộp 780.000 được tặng kem đánh răng. Những độ tuổi cao chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp nhá. Còn những chị nào mà đã sinh con nhưng mà dưới 35 tuổi thì chỉ cần dùng 5 hộp là 430.000 thôi là nó đã tăng từ 3 đến 5 cm rồi. Và nó tăng, nó săn chắc, nó căng tròn đầy hai bên, và vòng một của chúng ta nó căng tròn, nó săn chắc, cũng như là đầu ti chúng ta hồng hơn và cân xứng hai bên, tăng từ 3 đến 5 cm. Ban đầu dùng nó sẽ căng, nó sẽ tái tạo mô cơ cho nên nó sẽ căng nhức vòng một. Sau đấy chúng ta cảm nhận căng nhức vòng một xong chúng ta ăn tiếp nó sẽ tăng size vòng 1 từ 3 đến 5 cm rất là nhanh. Đó, những chị em nào mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại, bởi vì em sẽ không đọc được hết đơn đâu. Bởi vì là trên cái livestream của em ý, em livestream trên 3 máy ngày hôm nay em không đọc hết đơn được. Các chị em cứ nghĩ là mình bị sót đơn nhưng yên tâm, nhân viên bên em sẽ lọc đơn, sẽ gọi điện thoại chốt đơn, và số điện thoại em chốt đơn là số em ghim ở màn hình. Các chị em mình cứ yên tâm thấy đúng số ghim màn hình gọi điện thoại thì chúng ta sẽ cho địa chỉ, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, và khi nhận hàng sẽ có thể bảo hành cam kết như thế này, có số điện thoại, địa chỉ cũng như là họ tên người bán hàng, cam kết các chị em mình không tăng size được, hoàn tiền 100%. Quan trọng sản phẩm này đã được lên TV và công nhận rằng nó tăng size bằng một gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, tức là một hộp kẹo như thế này bằng 20 hộp mầm đậu nành thông thường, và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian sử dụng, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Cho nên các chị em mình cứ yên tâm, ngày hôm nay khuyến mại lại vô cùng ưu đãi, để lại số hộp kèm số điện thoại để chúng ta sẽ được lên đơn thành công. Và khuyến mại này chỉ dành cho những chị em nào mua hàng trên livestream của em, để lại số điện thoại trên livestream của em, bởi vì đây là khuyến mại duy nhất rồi. Một hộp bao nhiêu em? Dạ chị ơi, một hộp là 180.000, check mã vạch niêm yết một hộp 180.000. Nhưng ngày hôm nay chỉ để lại số điện thoại trên livestream này, chị mua 2 hộp chỉ còn có 250.000. Còn nếu như chị mua 5 hộp giá xỉ còn có 430.000, còn 10 hộp là giá xỉ 780.000 và miễn phí ship. Các chị em mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em nhắc lại liệu trình này. Những chị em nào mà chưa sinh con dưới 25 tuổi chúng ta chỉ cần dùng liệu trình 2 hộp thôi là 250.000. Còn những chị em nào đã sinh con mà độ tuổi 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp với giá xỉ là 430.000. Bình thường 5 hộp giá công ty là 900. Ngày hôm nay trên livestream của em chỉ còn có 430.000 và miễn phí ship. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35 trở lên, 35, 45, 55 tuổi trở lên thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp, 1.8 triệu, giảm còn 780.000 và tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và chữa e-bút răng, cũng như là giúp trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường, trị giá của nó là 300.000 đồng. Nhưng duy nhất ở livestream của em thì mới được tặng quà. Nên các chị em mình mua hàng cứ comment số điện thoại ở trên cái livestream này của em, chứ gọi điện thoại hay nhắn tin đến là không có chương trình khuyến mại, em nhắc trước nha. Không có chương trình khuyến mại khi nhắn tin hay là gọi điện thoại. Nên là chúng ta cứ yên tâm để lại số điện thoại ở cái livestream này của em.
Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm, ăn nữa được không em? Ăn nữa được chị nhá. Ăn nữa để tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì thôi. Em ơi, chị nhận giờ kẹo mầm giờ ăn ngon lắm. Ở sản phẩm này ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 8 viên, sáng 4 viên trước khi ăn sáng, tối 4 viên trước khi đi ngủ, ăn xong uống kèm một ly nước ấm. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm màu nâu của sâm tố nữ và kết hợp với mầm đậu nành này. Màu nâu của sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành như thế này. Và các chị em mình nhìn thấy này. Bên trong cũng như bên ngoài nhá, đồng nhất một màu, không hề pha một cái nhân nào ở trong này như các sản phẩm trên thị trường. Nó bên trong đồng nhất như bên ngoài luôn. Và quan trọng, cam kết không có chất bảo quản, không có chất tạo màu, không có chất tạo mùi. Cam kết bảo hành cho các chị em mình. Đây hoàn toàn là mầm nguyên sơ kết hợp với mầm lúa mạch và sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Ăn rất là thơm, là ngon như sô-cô-la luôn. Mầm đậu nành là nó là sản phẩm sấy dẻo, sấy dai các chị em mình nhá. Không phải sấy giòn đâu, sấy giòn nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Một hộp 180.000 em ơi, 2 hộp 250.000, 5 hộp giá xỉ 430.000 và 10 hộp là 780.000. Duy nhất trên livestream này mua 10 hộp được tặng kem đánh răng 300.000 các chị em mình nhá. Đó, kem đánh răng nuốt được luôn. Nên là trẻ nhỏ hoàn toàn đánh được, người lớn, người già, mẹ mang thai đều đánh được, mẹ cho con bú đánh được vô tư luôn. Nó cực kỳ là thích, nó lên men đông y tự nhiên. Theo một cái công thức đông y lên men tự nhiên và độc quyền tại thị trường Việt Nam luôn. Bằng 16 loại thảo mộc thiên nhiên, các chị em mình cứ yên tâm, cái sản phẩm này cực kỳ thích, dùng phê cực kỳ luôn. Dùng không hiệu quả em hoàn tiền 300.000 cho các chị em mình luôn nhá. Đó, em nhận được các rồi 10 hộp em nhận được số điện thoại rồi chị ơi. Chị Hồng Thắm 10 hộp, chị Đặng Mạch 10 hộp, chị Nguyễn Bính 10 hộp, chị Hồng Vũ 5 hộp 430.000 rồi. Chị Diễn Ngô 10 hộp 780.000, tặng sữa rửa mặt, tặng kem đánh răng rồi. Ok. Ngày hôm nay tặng kem đánh răng nhá. Chỉ có duy nhất trên livestream này của em được tặng kem đánh răng trị giá 300.000 đồng. Những chị em nào mua hàng phải comment đúng trên livestream này và để lại số điện thoại đúng trên cái livestream này thì mình mới được khuyến mại. Tăng size vòng 1 gấp 20 lần và tăng từ mô và cơ. Và bị u nhân sơ ăn được không em? Chị ơi, bị u nhân sơ lành tính ăn thoải mái. Các dòng sản phẩm trên thị trường u nhân sơ lành tính không sử dụng được. Nhưng đối với sản phẩm bên em, u nhân sơ lành tính sử dụng được bởi vì nó có cao trinh nữ. Các chị em mình lên Google search cao trinh nữ là làm kiềm, làm thu nhỏ khối u nhân sơ lành tính của chúng ta. Nên là đã có rất nhiều chị em mình có bị u, dùng sử dụng bên em, sản phẩm bên em xong đi chụp lại em mất u luôn. Đấy là những cái trường hợp mà nó hấp thụ rất là nhanh. Đó, và còn không thì nó sẽ bé lại và nó không bao giờ phát triển nữa. Anh chị em mình cứ yên tâm, sản phẩm này có cao trinh nữ mà. Và sâm tố nữ thì nó sẽ giúp tăng size khoảng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành. Bởi vì tăng size như thế cho nên nó nhanh. Nhanh cho nên nhiều người phản hồi lên là tăng nhanh vậy này có an toàn không. Nhưng mà thưa với các chị rằng an toàn tuyệt đối đến mức mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Yên tâm nhá, mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Không có sản phẩm nào cam kết mà không tăng size hoàn tiền. Nhưng riêng sản phẩm bên em cam kết dùng không tăng size được hoàn tiền 100%. Nhận hàng có thể bảo hành cam kết VIP như thế này luôn. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000. À, chị không đọc đơn kịp em nhá, em cứ để lại số điện thoại cho chị đi. Không đọc đơn kịp đâu, em sẽ chuyên sâu về tư vấn thôi mà em còn không tư vấn hết các chị em mình đây này. Đó, da bị mụn ăn được không em? Dạ chị ơi, đây sản phẩm này có cao trinh nữ và cao hồng sâm, cũng như là có collagen từ tảo biển. Khi chị bị mụn bị nám, chị sử dụng cho em một liệu trình nó sẽ mờ nám sạm từ 60-80%, khô siêu quỷ mụn và hết mụn luôn, da trắng sáng mịn màng, tóc hết khô sơ, tóc hết rụng luôn các chị em mình, mượt tóc cực kỳ. Đó, bởi vì nó là sản phẩm cung cấp nội tiết tố nữ mà cung cấp được cái estrogen cho cơ thể, cho nên các chị em mình yên tâm, vừa da đẹp, vừa tóc mượt, vừa dáng rẻ là eo thon, vòng 1 thì căng tròn, hai bên cân xứng như này. Đó, nên là các chị em mình cứ yên tâm, đây là cam kết của bên em. Và cái dòng sản phẩm bên em là cái dòng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV và được chứng nhận rằng nó tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Không mua hơi phí bởi vì bình thường giá của nó không rẻ đâu. Bình thường một hộp là 1.800.000, nhưng ngày hôm nay những ai mua hai hộp còn có 250.000, 5 hộp bình thường 900.000, ngày hôm nay chỉ còn có 430.000, còn 10 hộp bình thường là 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và 10 hộp thì hôm nay còn được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng nữa. Nhưng mà áp dụng với những người chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream ngày hôm nay thì mới được khuyến mại. Ai không để lại số điện thoại chúng ta sẽ không mua được chương trình khuyến mại đâu ạ. Và các chị em đã dùng sản phẩm kẹo mầm này là biết rồi, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Em ơi, chị đặt 5 hộp với chị Phan từ Bích Hà, em nhận số điện thoại rồi. Chị Phạm Muội đặt 5 hộp nhận số điện thoại rồi. Chị Lưu Thanh Thủy 10 hộp rồi. Chị Dung Thủy 10 hộp rồi. Em nhận được số điện thoại rồi. Chị Ly Trần 10 hộp rồi. Chị Mộc Trà 10 hộp rồi. Chị Huyền Nguyễn 10 hộp rồi. Chị ơi, chị Đào Thu Hương ơi, 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng chị nhá. Chị lấy 10 hộp luôn để được tặng kem đánh răng, ok luôn. Tất cả chị em ngày hôm nay đặt 5 hộp em thấy toàn đổi thành đơn 10 hộp thôi để được tặng cái kem đánh răng thần thánh này. Kem đánh răng đặt trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và ê bút răng này trị giá là 300.000 đồng. Những chị em nào đặt 10 hộp kẹo mầm ngày hôm nay 780.000 được tặng kem đánh răng này trị giá 300.000 đồng luôn và miễn phí ship nha.
Rồi, em ơi chị 26 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị ơi 26 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 5 hộp 430.000 nhá. Còn 25 tuổi đổ về chưa sinh con thì chị dùng cho em liệu trình 2 hộp 250.000. Các chị em mình đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì dùng 5 hộp 35 hộp giá sỉ là 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp 780.000. Cũng có những khách hàng 62 tuổi dùng vẫn tăng size như thường các chị em mình ạ. Bởi vì sản phẩm này nó đánh mạnh vào một tăng gấp 20 lần mà. Nó tăng size như thường. Các chị em mình nhìn ngực em có nghĩ là em bơm ngực chứ thật ra không phải, nếu bơm em mất lộc kinh doanh luôn. Đây là ngực 100% thật của em các chị em mình ạ. Đó, để lại số điện thoại giúp em trên cái livestream này nha các chị em mình nhá. Chị ăn 2 hộp tăng 1 cm ăn nữa được không em? Chị Lê Thị Mỹ Hảo ơi, chị ăn 2 hộp tăng 1 cm, chị muốn tăng nữa chị ăn cho em liệu trình nữa. Mà tốt nhất chị ăn cho em liệu trình 5 hộp để được giá sỉ 430.000. Nếu như chị muốn tăng từ 3 đến 5 cm nữa, cam kết với khách hàng một liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm các chị em mình nhá, và không tăng size bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Đây là lời cam kết từ công ty nên chúng ta cứ yên tâm tuyệt đối mà sử dụng. Đặt 5 hộp 430.000 để lại số điện thoại đi em ơi, bởi vì kết thúc livestream không còn chương trình khuyến mại nữa đâu. Nên cứ đặt hàng để lại cho chị số hộp kèm số điện thoại trên livestream này nhá. Mộc Trà ơi, chị nhìn thấy số của em 5 hộp bây giờ em đổi thành 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng này. 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng, ăn rất là thơm, rất là ngon. Một hộp như thế này chúng ta ăn được khoảng 1 tuần rưỡi nha. Đó, ăn giống như sô cô la, ăn cực kỳ ngon hơn cả sô cô la nữa các chị em mình ạ. Không đắng không hắc, nó rất là thơm, nó rất là ngọt thanh thanh, nó dễ ăn lắm, nó rất là dịu. Nói chung cực kỳ là dễ ăn luôn. Chị muốn mua 10 hộp được tặng gì em? Dạ chị ơi, 10 hộp chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này. 10 hộp bình thường 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000. Và chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này, trị giá là 300.000 đồng miễn phí ship. Nhưng áp dụng với những chị em nào chúng ta để lại số điện thoại trên livestream này của em thì mới được khuyến mại, còn không để lại trên livestream không được khuyến mại nhá. Một tuyếp như này dùng được 1 tháng rưỡi. Và những ai mà chúng ta răng bị ố, bị xỉn, đã uống trà, uống cà phê và hút thuốc thì đánh cái đàn trắng gấp 3 lần và giữ được men răng, bởi vì trong đây có canxi. Canxi và than tre hoạt tính, nó trắng răng gấp 3 lần luôn và còn ngậm được, nó an toàn lành tính đến mức có thể ngậm được, cho trẻ em nuốt được luôn. Đó, trẻ em đánh được, người già đánh được, người trẻ đánh được, cũng như là mẹ bầu, mẹ sau sinh đánh được hết các chị em mình nhé. Bình thường chúng ta phải mua 300.000 một tuyếp như thế này, nhưng ngày hôm nay mua kẹo mầm là sẽ được tặng một tuyếp kem đánh răng, được giá sỉ và còn được tặng kem đánh răng nữa. Đây là cái livestream khuyến mại duy nhất trong 3 năm vừa qua chưa bao giờ có. Đó, sản phẩm này giúp tăng size nhanh, mạnh, đánh mạnh vào vòng 1, săn chắc từ mô và cơ, tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Các trẻ em mình cứ yên tâm mà sử dụng. Những ai bị lép lâu năm, lép bẩm sinh hay sau sinh, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng, cứ dùng đủ liệu trình như em tư vấn, đảm bảo hiệu quả 100%, và không hiệu quả bên em sẽ hoàn tiền cho các chị em mình. Làm gì có đơn vị bán nở ngực nào mà không hiệu quả hoàn tiền, chỉ có bên em cam kết như vậy, cam kết được như vậy bởi vì tự tin về sản phẩm, và sản phẩm 100% đạt hiệu quả thì mới tự tin và cam kết. Nên các chị em mình yên tâm. Lê Ngọc Ánh đặt 10 hộp, Nguyễn Bắc 10 hộp, Đinh Tươi 10 hộp, Lưu Thắm 10 hộp, Mộc Trà 10 hộp, Thắm Nguyễn 10 hộp, Bảo Trang 10 hộp, Trâm Nguyễn 10 hộp. Các chị em mình đặt 10 hộp là để lại số điện thoại cho em đều nhận được rồi nhá. 10 hộp là sẽ được tặng luôn kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng miễn phí ship trên livestream ngày hôm nay. Những chị em nào mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại, để được giá sỉ và để được tặng quà luôn. Bởi vì đây là cái khuyến mại từ trước đến nay chưa bao giờ có. Và cái sản phẩm này nó quá uy tín đi, cái sản phẩm này nó quá là hiệu quả đi. Bởi vì nó hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Mà tăng này tăng từ cái mô ngực của chúng ta, tái tạo và tăng săn từ mô ngực. Cho nên khi chúng ta ngưng sử dụng nó không bị bé lại. Bị u nhân dùng được không em? Chị ơi, bị u nhân do lành tính chị dùng vô tư thoải mái cho em, bởi vì nó có cao trinh nữ. Cao trinh nữ nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, giúp cho khối u không phát triển và làm thu nhỏ lại cái khối u của chúng ta, mà tăng cái mô ngực chúng ta gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Ngoài ra nó sẽ cân xứng hai bên vòng 1 và hồng cái đầu ti của chị em chúng ta nữa. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một liệu trình là 2 hộp cho những ai mà chưa sinh con dưới độ tuổi 25 là chỉ cần dùng 2 hộp thôi, không cần dùng nhiều. 2 hộp là chưa sinh con dưới độ tuổi 25. Còn ai muốn tăng rất là nhiều, tăng 10-15 cm thì bắt buộc cứ dùng 5-10 hộp đi các chị em mình ạ. Còn dùng đúng liệu trình em tư vấn thì tăng từ 3-5 cm là bên em cam kết. Đó, còn những ai mà chúng ta đã sinh con mà dưới 35 tuổi thì chúng ta phải bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35, 45, 55, 65 tuổi, dùng liệu trình cho em 10 hộp 1.800.000 giảm còn 780.000 tặng kem đánh răng. Nó tăng size nhanh là bởi vì nó có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, và nó còn giảm cái vòng eo của chúng ta bởi vì có mầm lúa mạch. Mà mầm lúa mạch các chị em mình biết nó sẽ làm tiêu mỡ, làm nhỏ cái vùng eo chúng ta lại, và nó tăng size vòng 1 là nhờ sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành. Nó săn chắc, căng tròn, nâng mô và cơ, tái tạo từ mô và cơ sâu từ trong cái mô ngực của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tăng size rất là bền vững, và khi không dùng nữa không bao giờ bị bé lại, đấy là cam kết.
các chị em mình mua hàng cứ comment số hộp kèm số điện thoại cho bên em để được khuyến mại, để được miễn ship và để được tặng quà. 10 hộp là được tặng kem đánh răng. Cho chị đặt 10 hộp chị ơi. Chị cứ để lại số điện thoại đi, em nhận được rất là nhiều đơn bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Em thấy rất là nhiều chị em để lại số điện thoại rồi nhưng em đọc không có kịp. Em xin phép là em không đọc đơn. Cho nên các chị em mình cứ để lại số điện thoại đi, em sẽ chuyên sâu về tư vấn. 35 tuổi dùng mấy hộp em? Dạ 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000 cho em nhé. Tăng từ 3 đến 5 cm và 10 hộp chị sẽ tặng kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần nữa, chị giá 300.000 đồng. Đó. Còn 26 tuổi dùng liệu trình là 26 tuổi mà đã sinh con dùng liệu trình 5 hộp 430.000 nhá. À, chị 43 tuổi dùng được không em? 43 tuổi dùng được chứ chị? 43 tuổi chị đã lão hóa vòng 1 rồi, chảy xệ nhão nhẹt rồi, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp đi. 10 hộp là 780.000 được tặng em đánh răng, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Ngoài tăng size nó còn giúp căng tròn, săn chắc hai bên, cân xứng hai bên đồng đều nữa và hồng đầu ti. Nó như một con gọi đang 43 tuổi tự nhiên quay về thời con gái luôn, em đảm bảo với chị dùng xong 10 hộp, chị quay lại chị cảm ơn em rối rít luôn bởi vì nó đã tăng size từ 3 đến 5 cm là giúp chị căng tròn săn chắc rồi. Đó, còn những chị em nào mà chúng ta đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì chúng ta chỉ cần dùng liệu trình cho em là 5 hộp thôi. 5 hộp 430.000 chị nhá. Đó, những ai mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại. Em ơi chị dùng 6 hộp đã tăng được 4 cm rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Chị Thu Nguyễn này, dùng được 2 hộp tăng 1,5 cm, cảm ơn chị nhá. Những chị em nào chúng ta mua hàng chúng ta đều yên tâm là khách hàng đã dùng bên em là tăng size cực kỳ là nhanh, tăng size cực kỳ hiệu quả luôn. Nó tăng săn chắc này, nó tăng như nó săn chắc, cảm giác người mình sexy lên rất là nhiều và da còn đẹp này, hết đau bụng kinh này, hết rụng tóc này, ngủ ngon hơn này, đó, da mướt hơn, căng hơn. Nên chúng ta cứ yên tâm, rối loạn kinh nguyệt dùng đủ liệu trình là kinh nguyệt đều trở lại luôn. Nó khỏe buồng trứng, nó làm chị em mình tăng cái nội tiết tố lên, nó làm chị em mình đẫy đà cái vòng 1 và eo thon, nhờ có mầm lúa mạch nó sẽ tiêu cái vùng bụng mỡ ở bụng đi. Đó, à, em ơi 34 tuổi đã sinh 2 đứa con dùng mấy hộp? Dạ chị ơi 34 tuổi chị sinh 2 đứa con và một chị mà lép nhiều, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp nhá. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng 300.000 chị nhá. Còn 24 tuổi chưa sinh con dùng 2 hộp thôi em ơi. 24 tuổi chưa sinh con chỉ cần dùng 2 hộp 250.000 thôi. 36 tuổi đã sinh con dùng 10 hộp nha. 10 hộp 780.000 chị nhá. Các chị em mình cứ comment em sẽ tư vấn chuyên sâu. Còn đặt hàng là để được khuyến mại là để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream này. Em sẽ khuyến mại và tặng quà cho các chị em mình. Đó, chị ăn được 6 hộp tăng 4,5 cm. Bây giờ chị muốn ăn 5 hộp nữa. Chị ơi chị muốn đặt 5 hộp nữa, chị để lại cho em số điện thoại trên cái livestream này đi. Ngày hôm nay 5 hộp 900.000 giảm còn 430.000 chị nhá. À, cảm ơn em ăn ngon lắm, da đẹp nữa, ông xã chị khen hoài. Em cảm ơn chị Võ Thị Thắm rất là nhiều. Đó, rất là nhiều ông xã không tin vào, cứ nghĩ là mình đi bơm ngực hay đi nâng ngực hay đi tiêm ngực hay gì đấy vân vân. Nhưng mà quan trọng ăn sản phẩm này nó tăng thật các chị em mình ạ. Nó tăng đến mức bên em còn cam kết không tăng hoàn tiền. Nó tăng thật từ mô và cơ tái tạo từ bên trong. Nó tăng từ những cái vùng mô cơ sâu trong cái vòm ngực của chúng ta. Nên khi chúng ta ngưng lại nó không bị bé lại. Đấy là cam kết 100%. Không phải đúng như lời bên em cam kết hoàn tiền 100% luôn cho khách hàng. À, em đặt 10 hộp chị ơi, đặt cứ để lại cho em số điện thoại đi chị. Em xin phép là em không đọc hết đơn của các chị được bởi vì các chị em livestream ba máy các chị thả nhiều đơn lắm. Khuyến mại ngày hôm nay là khuyến mại tưng bừng từ trước đến giờ 3 năm mới có một lần. Nên là em thấy các chị đặt rất là nhiều luôn, em đọc không hết được đâu. Cho nên các chị lại cứ nghĩ là em sót đơn nhưng yên tâm, đã có số điện thoại bên em sẽ cho nhân viên gọi điện thoại chốt đơn. Không sót đơn các chị em mình cứ yên tâm tuyệt đối nhé. Mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại. Ngày hôm nay khuyến mại tặng kem đánh răng này, đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng chỉ giá 300.000 đồng. Sản phẩm chính hãng của công ty trách mã vạch 180.000, có tem bảo hành của Bộ Công an, có tem niêm phong chống hàng giả của Bộ Công an. Và đây là em ngồi đây với tư cách là giám đốc của thương hiệu. Em tư vấn, em chốt hàng cho các chị em mình cứ yên tâm. Hàng thật 100% và quan trọng hiệu quả, không hiệu quả hoàn tiền luôn. Nhận hàng có thẻ bảo hành, cam kết số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người bán hàng trên đây. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một sản phẩm an toàn là người livestream có thể đứng đây cam kết và có thể ăn được trên livestream. Đó, đây, rất là ngon các chị em mình cứ yên tâm nhá. Đó, mua hàng phải làm sao em? Chị ơi mua hàng chị comment số hộp kèm số điện thoại. Các chị em mình comment số hộp kèm số điện thoại xem mình dùng liệu trình nào. Nếu như mình dưới 25 tuổi chưa sinh con mình chỉ cần dùng 2 hộp thôi là 250.000. Còn nếu như mình đã sinh con dưới 35 tuổi thì mình dùng liệu trình là 5 hộp với giá xỉ là 430.000. Còn chị độ tuổi 35 tuổi, 35, 45, 55, 65 tuổi dùng liệu trình 10 hộp là 780.000. Tặng được một kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Nhưng phải comment số hộp kèm số điện thoại. Nam Khánh đặt 10 hộp nhận rồi em ơi, em đặt hoài à? Em đặt nhiều lần lắm, em chỉ cần đặt một lần thôi là bên chị đã đọc được đơn. Nên chị đã nhận được đơn và nhân viên chị sẽ gọi điện thoại chốt đơn cho em. Bên em số điện thoại ghi ở màn hình các chị em mình nhá. Nên cứ yên tâm tuyệt đối là mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại, hàng chính hãng chứ em. Chị là giám đốc thương hiệu, chị ngồi đây chị tư vấn mà sao lại không chính hãng?
cứ yên tâm, tuyệt đối không phải lo nhá. Cam kết mua hàng Nhật, hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán, có thẻ bảo hành, có thẻ cam kết, đúng hàng chính hãng, có mã vạch nhận hàng thì lúc chúng ta mới thanh toán. Tôi yên tâm nhá, cam kết bảo hành luôn cho các chị em mình, chỉ cần để lại số hộ kèm số điện thoại. Với bình thường không có chương trình khuyến mại này đâu ạ, chỉ trên livestream này mới có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Chúng ta cứ yên tâm để lại số hộ kèm số điện thoại để được mua khuyến mại. Một hộp 180.000, hai hộp 250.000, năm hộp giá xỉ 430.000 và 10 hộp ngày hôm nay có giá xỉ 780.000, được tặng luôn một kem đánh răng đặc trị hôi miệng trị giá 300.000 đồng. Kem đánh răng này ngậm được, nuốt được, hòa được vào nước để làm nước súc miệng, giúp trắng răng gấp 3 lần, đánh thay kem đánh răng bình thường luôn các chị em mình sáng và tối nhá. Ngậm được, nuốt được, trẻ em đánh được, người bầu, bầu bì đánh được. Chị ăn 5 hộp tăng 3cm rồi em ơi, em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều ạ. Sản phẩm gì thế em? Dạ chị ơi, đây là kẹo mầm lúa mạch gôn của Thảo Mộc 37 hay còn gọi là kẹo nửa ngực. Những chị em nào chúng ta đang bị vòng 1, bị lép, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng hay đầu ti bị thâm đen thì cam kết dùng đủ liệu trình kẹo mầm của bên em sẽ tăng từ 3 đến 5 cm, ngoài ra đầu ti sẽ hồng hơn, hai bên vòng một sẽ cân xứng hơn. Và những chị em nào chúng ta xem livestream ngày hôm nay đều được khuyến mại vô cùng ưu đãi và được tặng quà luôn. Chị em nào chúng ta chưa sinh con dưới độ tuổi 25 thì chỉ cần dùng liệu trình là 2 hộp thôi, còn những chị em nào đã sinh con mà từ độ tuổi 35 đổ về là chúng ta phải dùng liệu trình 5 hộp. Thì ngày hôm nay 5 hộp sẽ có giá xỉ. Còn chị em cô nào có độ tuổi là 35, 45, 55 thì bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp. Thì bình thường chúng ta phải mua 10 hộp là 1.800.000. Thì ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và được tặng một sản phẩm, đấy là kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và chị hôi miệng và chữa chảy máu chân răng, emút răng. Chị em ơi, chị 35 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị Thảo Phạm ơi, chị 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp 780.000 nha, 10 hộp bình thường là 1.800.000. Trước chị mua không khuyến mại hôm nay giá như thế nào em? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, ngày hôm nay 1 hộp là 180.000, 2 hộp chỉ còn 250.000, 5 hộp giá xỉ là 430.000 và 10 hộp là giá 780.000 miễn phí ship chị nhá. Những chị em nào xem livestream của em đều được khuyến mại. Đây là dòng sản phẩm tăng vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường nhờ có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, mà theo khoa học đã nghiên cứu rồi, sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch thì sẽ cho ta một cái hoạt chất mà khi ăn vào nó sẽ tăng size vòng 1 gấp 20 lần, và ngoài ra nó còn giúp nâng mô và cơ, tái tạo săn chắc từ mô ngực của chúng ta, săn chắc đánh mạnh vào vòng 1 và tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV truyền hình rất là nhiều lần như là kênh VTV1, VTC14, VTV6 vân vân. Những chị em nào chúng ta xem livestream vòng 1 chúng ta đang bị lép, lép lâu năm, lép bẩm sinh hay là lép sau sinh đều có thể sử dụng được một liệu trình như thế này, chúng ta sẽ tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Giá thế nào em? Trước chị mua sản phẩm này rồi dùng hiệu quả lắm. Em cảm ơn chị Minh Thành rất là nhiều. Giá ngày hôm nay khuyến mại chị nha. Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm, ăn nữa được không em? Dạ chị Mộc Miên ơi, ăn 5 hộp tăng 3 cm thì chị có thể ăn thêm 5 hộp nữa để tăng nữa. Còn chị muốn tăng 3 cm thôi thì chị sẽ không phải dùng nữa nhá. Những chị em nào chúng ta cảm thấy tăng như thế là đủ rồi thì chúng ta sẽ ngưng lại, cam kết ngưng lại, không bị nhão, không bị sệ trở lại, bởi vì đây là dòng sản phẩm tái tạo từ mô và cơ, săn chắc trong mô cơ ngực của chúng ta, cho nên là nó sẽ không bao giờ bị bé lại khi chúng ta ngưng sử dụng. Đây là lời cam kết, và chúng ta dùng đủ liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100%. Kể cả những chị em nào vòng 1 bị lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép teo tóp không có gì, vẫn có thể tăng từ 3 đến 5cm được. Tùy vào những chị em nào muốn tăng nhiều hay tăng ít mà chúng ta dùng một liệu trình hay là hai liệu trình. Nhưng mà so với độ tuổi thì nếu mà 25 tuổi mà chưa sinh con, 25 tuổi đổ về thì chỉ cần dùng 2 hộp thôi. Bởi vì là chúng ta biết sản phẩm này nó sẽ tăng từ 20 lần rồi cho nên nó tăng nhanh. Thì chúng ta chỉ dùng trước 2 hộp là 250.000 để xem chúng ta tăng bao nhiêu cm. 3 đến 5cm là cam kết của công ty, nhưng có người người ta tăng 4 đến 5 đến 6cm. Còn nếu ai đã sinh con rồi mà từ 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá xỉ là 430.000 miễn phí ship. Những cô nào, chị nào độ tuổi 35, 45, 55 tuổi thì bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp. Thì bình thường 10 hộp là 1.800.000 cơ. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn có 780.000, đồng thời ngày hôm nay nhá, duy nhất ở livestream này của em, các chị em mua 10 hộp kẹo mầm sẽ được tặng một cái kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng này, ê bút răng này, nhiệt miệng này, và quan trọng đánh trắng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Chúng ta sẽ đánh thay kem đánh răng bình thường luôn, đánh buổi sáng và buổi tối. Cái sản phẩm này trẻ em có thể ngậm được để chữa viêm họng, bà bầu, trẻ nhỏ đều sử dụng, nó rất là ngọt, nó được lên men 24 giờ đồng hồ bằng 16 loại thảo dược canxi này, vitamin, các vitamin này,
mật ong, mật mía, cam thảo, ô long vĩ, đinh hương vân vân, và nó có giá là 300.000 đồng nhá. Những chị em ngày hôm nay mua 10 kẹo mầm sẽ được tặng một hộp kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Cho em đặt 5 hộp với em để lại cho chị số điện thoại nha. Những chị em nào đặt hàng phải để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream ngày hôm nay để được mua giá sỉ và để được khuyến mại luôn. Chị ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm, ăn nữa được không? Thảo Trần ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm có nghĩa là nhanh rồi. Bây giờ em muốn ăn nữa thì em có thể là mua 2 hộp hoặc là mua 5 hộp nữa. Thì nếu như đã có con mà dưới 35 tuổi chúng ta sẽ dùng 5 hộp nhé. 5 hộp là giá sỉ là 430.000, bình thường giá là 900. Đó, còn những chị em nào, cô nào độ tuổi tiền mãn kinh này, 35, 45, 55 hay thậm chí là 65 tuổi ở độ tuổi tiền mãn kinh, thì chúng ta dùng cho em là liệu trình là 10 hộp. 10 hộp 1.8 triệu, giảm còn 780.000 được tặng kem đánh răng. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV, lên truyền hình, được xuất khẩu sang nhiều nước rồi. Và giá niêm yết ở mã vạch của Bộ Y tế là 180.000 một hộp. Những chị em nào đặt hàng trên livestream ngày hôm nay để lại cho em số hộp kèm số điện thoại, em sẽ không đọc hết đơn đâu, bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Những chị em chúng ta đã xem livestream, chúng ta được mua khuyến mại cứ để lại số điện thoại, vì đây là livestream khuyến mại duy nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Đây là dòng sản phẩm giúp tăng size vòng 1 từ mô và cơ, tăng hoàn toàn theo cơ chế tự nhiên từ mô và cơ ngực của chúng ta, và tăng size gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Nó tăng là tăng từ sâm tố nữ và mầm đậu nành kết hợp với nhau. Và quan trọng, đây là dòng sản phẩm độc quyền duy nhất trên thị trường có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và khi tăng rồi thì khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ không bị bé lại. Đây là cam kết của bên em. Nhận hàng sẽ có thẻ bảo hành cam kết như thế này. Đây là thẻ cam kết bảo hành tăng size. Nó có số điện thoại, địa chỉ và họ tên người bán hàng đàng hoàng luôn. Nên những chị em chúng ta mua hàng, chúng ta mở ra kiểm tra, chúng ta có thẻ bảo hành thì chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán. Mà check là sẽ có mã vạch, check ra là 180.000 một hộp. Ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 2 lần, buổi sáng 4 viên trước khi ăn sáng, buổi tối 4 viên trước khi đi ngủ. Ăn xong uống kèm cho em một ly nước, càng ấm thì việc hấp thụ vào cơ thể càng tốt các chị em mình nhá. Và đây là dòng sản phẩm được lên TV, lên truyền hình rất là nhiều lần luôn, và được công nhận là tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Em 36 tuổi dùng mấy hộp chị? Dạ chị ơi, 36 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp nhá. 10 hộp 1.8 triệu, giảm còn 780.000 và tặng một kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, ế út răng, trị giá 300.000 đồng cũng của Thảo Mộc 37, được bán tại hiệu thuốc, tại bệnh viện rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay ai mua 10 hộp kẹo mầm như thế này giá 780.000 được tặng một kem đánh răng này, này là trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Em dùng 10 hộp tăng 4 cm rồi, dùng được nữa không? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, chị dùng 10 hộp đã tăng 4 cm rồi, chị muốn tăng nữa chị dùng cho em liệu trình nữa nhé. Bình thường 10 hộp là 1.8 triệu, nhưng ngày hôm nay 10 hộp chỉ có 780.000 và miễn phí ship. Chị bị u ăn được không em? Dạ chị ơi, bị u, bị nhân, bị sơ lành tính, dùng tất cả các sản phẩm tăng vòng 1 trên thị trường không được. Nhưng đối với sản phẩm bên em có thành phần là cao trinh nữ. Cao trinh nữ này theo khoa học đã nghiên cứu, các chị em mình có thể lên Google để tìm. Cao trinh nữ này nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, kiềm sự phát triển của khối u của chúng ta, nên chúng ta sử dụng hoàn toàn được luôn các chị em mình nhé. Ngoài ra trong sản phẩm này có thành phần là collagen từ tảo biển, khi sử dụng nó sẽ đẹp da, trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông và mờ nám sạm tàn nhang luôn. Đây là cam kết của bên em, không tăng size bên em sẽ hoàn tiền, không đẹp da cũng được hoàn tiền luôn. Và có thành phần là collagen thì nó sẽ đẹp da, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông. Còn những cái thành phần như cao trinh nữ, cao hồng sâm ở trong sản phẩm này, nó sẽ làm cho tóc mượt này, tóc đỡ gãy rụng này, ngủ ngon hơn này, ngủ sâu giấc hơn này, và tóc mượt cũng như là da đẹp hơn. Những chị em nào mà chúng ta đang kỳ kinh nguyệt hay đau bụng này, hay đau lưng, thì khi sử dụng đúng liệu trình kẹo mầm lúa mạch cho bên em, cam kết hết đau bụng kinh, hết đau lưng luôn, và kinh nguyệt sẽ điều hòa rất là đều, da rẻ chúng ta sẽ rất là đẹp. Và một hộp là 180.000, hai hộp là ngày hôm nay có giá 250.000, 5 hộp giá sỉ là 430.000 và 10 hộp giá là 780.000. Những chị em nào chúng ta mua hàng phải comment cho em số hộp kèm số điện thoại, bởi vì đây là livestream duy nhất khuyến mại lớn, vừa áp dụng giá sỉ vừa được tặng quà, nên là chúng ta phải để lại số điện thoại trên cái livestream này của em. Và sản phẩm này đã được lên TV rất là nhiều lần rồi nhá. Em nhìn thấy trên TV nhiều lần rồi, cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Hoàng Loan đặt 10 hộp em nhận số điện thoại, chị Uyên Lê 10 hộp rồi, chị Thắm Võ 10 hộp rồi, chị Vũ Dụ Vũ Linh Hương 10 hộp rồi, chị Lily Nguyễn 10 hộp rồi, chị Đào Huyền Trang 10 hộp rồi, chị Lưu Tươi 10 hộp để tặng kem đánh răng. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị em nào cũng đặt 10 hộp hết, bởi vì chúng ta ngày hôm nay được tặng kem đánh răng này, được giảm từ 1.8 triệu xuống còn 780.000 này, tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng gấp trắng răng gấp 3 lần, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship luôn. Một hộp là 180.000 em ơi, nhưng mà một hộp chị không bán nhá, bởi vì một hộp nó chưa đủ liệu trình. Cam kết với chị em nào dùng đủ liệu trình không tăng size mới hoàn tiền, còn dùng không đủ liệu trình không được cam kết, bởi vì một hộp nó đâu có tăng size đâu. Phải dùng ít nhất 2 hộp, và những người dùng 2 hộp đấy là những người mà chưa sinh con, dưới 25 tuổi.
thì chúng ta chỉ cần dùng 2 hộp là cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Còn đã sinh con rồi dưới độ tuổi 35 bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp giá sỉ 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi thậm chí 65 tuổi vẫn dùng được liệu trình là 10 hộp. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng các chị em mình nhá. Chị ơi em 42 tuổi, chị ơi chị 42 tuổi dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000. Cam kết tăng từ 3 đến 5 cm và quan trọng tăng từ mô và cơ, săn chắc và khi chị dừng lại nó không bị bé, không bị thu nhỏ lại chị nhá. Đây là cam kết của công ty. Những chị em nào mà chúng ta đang bị vòng một là lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép không có gì sau khi cai sữa con chảy xệ nhão nhuẹt, dùng đủ liệu trình cho bên em, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm, không tăng sẽ được hoàn tiền, có thể bảo hành cam kết, có số điện thoại địa chỉ rất là rõ ràng. Nên các chị em mình cứ yên tâm. Em đặt 5 hộp thấy không thấy chị đọc đơn dạy chị ơi, em đang live stream trên 3 máy cho nên em đọc không kịp. Em xin phép ngày hôm nay em sẽ chuyên sâu về tư vấn. Còn các chị em mình đặt hàng để được khuyến mại cứ để lại số hộp kèm số điện thoại trên live stream này của em là chúng ta sẽ được mua giá sỉ và mua 10 hộp sẽ được tặng kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng các chị em mình nhé. Em ơi 26 tuổi dùng mấy hộp chị đã sinh con? Chị ơi 26 tuổi chị đã sinh con, chị dùng cho em liệu trình 5 hộp nhá. 5 hộp là 900.000 giảm còn 430.000, với điều kiện là chị phải để lại số điện thoại trên livestream này của em là chị sẽ được mua giá sỉ là 5 hộp còn 430.000. Chị ơi em dùng 5 hộp tăng 3 cm dùng được nữa không? Dạ chị Trầm Nguyễn ơi, 5 hộp tăng 3 cm chị có thể dùng nữa nếu chị muốn tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì chị có thể dừng lại, nó sẽ không bị bé lại đâu chị nhá. Đó, chị Diện Ngô đặt 5 hộp em nhận số điện thoại rồi. Hiền Nguyễn Thị đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. Mộc Trần đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. 10 hộp tặng gì em? Dạ 10 hộp ngày hôm nay sẽ được tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng này, nhiệt miệng này và giúp trắng răng gấp 3 lần. Đây các chị có thể thấy đây là kem đánh răng YX3, trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Những chị em nào có chồng hoặc là chúng ta bị uống rượu, uống bia, hút thuốc lâu ngày mà răng bị ố, bị sỉ, bị vàng thì hoặc là uống trà, uống cà phê thì chúng ta dùng kem đánh răng là cho em từ 7 đến 10 ngày, cam kết răng trắng bật tông gấp 3 lần và vẫn giữ được men răng chắc khỏe các chị em mình nhá. Đó, và một tuyếp như thế này là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay những chị em nào mua 10 hộp kẹo mầm lúa mạch thế này trị giá là 780.000, chúng ta sẽ được tặng một kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng. Có thể ngậm được chữa viêm họng này, chữa chảy máu chân răng này, ngậm được để trẻ em có thể là chữa được viêm họng đây nhá. Các chị em mình nhìn thấy em ngậm này. Đó. Khi mà em nói nhiều em bị viêm họng thì em có thể ngậm vào cho nó thanh dịu cái họng luôn ngay tức thì lúc đấy. Và chúng ta cũng thể pha một ít như thế này vào cái nước ấm để chúng ta làm cái nước súc miệng. Nó rất là cảm thấy rất là sạch miệng và rất là thơm tho. Và những chị em nào mà chúng ta những chị em nào hoặc là anh em nào mà chúng ta bị uống trà, uống cà phê, hút thuốc lâu năm mà răng bị ố, bị xỉn do chúng ta không đánh được kem đánh răng thông thường cho nó sạch ý, thì dùng kem đánh răng này em đảm bảo từ 7 đến 10 ngày trắng răng gấp 3 lần luôn. Đây là dòng kem đánh răng được bán công khai tại các bệnh viện và tại các nhà thuốc, một tuýp là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay bên em sẽ tặng khi chúng ta mua 10 hộp kẹo mầm như thế này. Những chị nào, cô nào 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn có thể sử dụng được một liệu trình kẹo mầm là 10 hộp 780.000 được tặng kem đánh răng. Những độ tuổi cao chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp nhá. Còn những chị nào mà đã sinh con nhưng mà dưới 35 tuổi thì chỉ cần dùng 5 hộp là 430.000 thôi là nó đã tăng từ 3 đến 5 cm rồi. Và nó tăng, nó săn chắc, nó căng tròn đầy hai bên và vòng một của chúng ta nó căng tròn, nó săn chắc cũng như là đầu ti chúng ta hồng hơn và cân xứng hai bên, tăng từ 3 đến 5 cm. Ban đầu dùng nó sẽ căng, nó sẽ tái tạo mô cơ cho nên nó sẽ căng nhức vòng một. Sau đấy chúng ta cảm nhận căng nhức vòng một xong chúng ta ăn tiếp nó sẽ tăng size vòng 1 từ 3 đến 5 cm rất là nhanh. Đó, những chị em nào mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại bởi vì em sẽ không đọc được hết đơn đâu. Bởi vì là trên cái livestream của em ý, em livestream trên 3 máy ngày hôm nay em không đọc hết đơn được. Các chị em cứ nghĩ là mình bị sót đơn nhưng yên tâm, nhân viên bên em sẽ lọc đơn, sẽ gọi điện thoại chốt đơn và số điện thoại em chốt đơn là số em ghi ở màn hình. Các chị em mình cứ yên tâm thấy đúng số ghi màn hình gọi điện thoại thì chúng ta sẽ cho địa chỉ, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái và khi nhận hàng sẽ có thể bảo hành cam kết như thế này, có số điện thoại, địa chỉ cũng như là họ tên người bán hàng, cam kết các chị em mình không tăng size được hoàn tiền 100%. Quan trọng sản phẩm này đã được lên tivi và công nhận rằng nó tăng size bằng một gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, tức là một hộp kẹo như thế này bằng 20 hộp mầm đậu nành thông thường và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian sử dụng, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Cho nên các chị em mình cứ yên tâm, ngày hôm nay khuyến mại lại vô cùng ưu đãi, để lại số hộp kèm số điện thoại để chúng ta sẽ được lên đơn thành công. Và khuyến mại này chỉ dành cho những chị em nào mua hàng trên livestream của em, để lại số điện thoại trên livestream của em bởi vì đây là khuyến mại duy nhất rồi. Một hộp bao nhiêu em? Dạ chị ơi, một hộp là 180.000. Check mã vạch niêm yết một hộp 180.000. Nhưng ngày hôm nay chỉ để lại số điện thoại trên livestream này, chị mua 2 hộp chỉ còn có 250.000. Còn nếu như chị mua 5 hộp giá sỉ còn có 430.000, còn 10 hộp là giá sỉ 780.000 và miễn phí ship. Các chị em mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em nhắc lại liệu trình này. Những chị em nào mà chưa sinh con dưới 25 tuổi chúng ta chỉ cần dùng liệu trình 2 hộp thôi là 250.000. Còn những chị em nào đã sinh con
mà ở độ tuổi 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Bình thường 5 hộp giá công ty là 900. Ngày hôm nay trên livestream của em chỉ còn có 430.000 và miễn phí ship. Còn những chị nào cô nào độ tuổi 35 trở lên, 35, 45, 55 tuổi trở lên thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp, 1.8 triệu giảm còn 780.000 và tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và chữa ê bút răng cũng như là giúp trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường, trị giá của nó là 300.000 đồng. Nhưng duy nhất ở livestream của em thì mới được tặng quà. Nên các chị em mình mua hàng cứ comment số điện thoại ở trên cái livestream này của em, chứ gọi điện thoại hay nhắn tin đến là không có chương trình khuyến mại, em nhắc trước nha. Không có chương trình khuyến mại khi nhắn tin hay là gọi điện thoại. Nên là chúng ta cứ yên tâm để lại số điện thoại ở cái livestream của em. Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm, ăn nữa được không em? Ăn nữa được chị nhá. Ăn nữa để tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì thôi. Em ơi, chị nhận kẹo mầm rồi, ăn ngon lắm. Sản phẩm này ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 8 viên, sáng 4 viên trước khi ăn sáng, tối 4 viên trước khi đi ngủ, ăn xong uống kèm 1 ly nước ấm. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm màu nâu của sâm tố nữ và kết hợp với mầm đậu nành này. Màu nâu của sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành như thế này. Và các chị em mình nhìn thấy này. Bên trong cũng như bên ngoài nhá, đồng nhất một màu, không hề pha một cái nhân nào ở trong này như các sản phẩm trên thị trường. Nó bên trong đồng nhất như bên ngoài luôn. Và quan trọng, cam kết không có chất bảo quản, không có chất tạo màu, không có chất tạo mùi. Cam kết bảo hành cho các chị em mình, đây hoàn toàn là mầm nguyên sơ kết hợp với mầm lúa mạch và sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Ăn rất là thơm, là ngon như sô-cô-la luôn. Mầm đậu nành là nó là sản phẩm sấy dẻo, sấy dai các chị em mình nhá. Không phải sấy giòn đâu, sấy giòn nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000, năm hộp giá sỉ 430.000 và 10 hộp là 780.000. Duy nhất trên livestream này mua 10 hộp được tặng kem đánh răng 300.000 các chị em mình nhá. Đó. Kem đánh răng nuốt được luôn. Nên là trẻ nhỏ hoàn toàn đánh được, người lớn, người già, mẹ mang thai đều đánh được, mẹ cho con bú đánh được vô tư luôn. Nó cực kỳ là thích, nó lên men đông y tự nhiên. Theo một cái công thức đông y lên men tự nhiên và độc quyền tại thị trường Việt Nam luôn. Bằng 16 loại thảo mộc thiên nhiên, các chị em mình cứ yên tâm, cái sản phẩm này cực kỳ thích, dùng phê cực kỳ luôn. Dùng không hiệu quả em hoàn tiền 300.000 cho các chị em mình luôn nhá. Đó, em nhận được các rồi 10 hộp em nhận được số điện thoại rồi chị ơi. Chị Hồng Thắm 10 hộp, chị Đặng Bạch 10 hộp, chị Nguyễn Bính 10 hộp, chị Hồng Vũ 5 hộp 430.000 rồi. Chị Diện Ngô 10 hộp 780.000 tặng sữa rửa mặt, tặng kem đánh răng rồi. Ok. Ngày hôm nay tặng kem đánh răng nhá. Chỉ có duy nhất trên livestream này của em được tặng kem đánh răng trị giá 300.000 đồng. Những chị em nào mua hàng phải comment đúng trên livestream này và để lại số điện thoại đúng trên cái livestream này thì mình mới được khuyến mại. Tăng size vòng 1 gấp 20 lần và tăng từ mô và cơ. Và bị u nhân sơ ăn được không em? Chị ơi, bị u nhân sơ lành tính ăn thoải mái. Các dòng sản phẩm trên thị trường u nhân sơ lành tính không sử dụng được. Nhưng đối với sản phẩm bên em, u nhân sơ lành tính sử dụng được bởi vì nó có cao trinh nữ. Các chị em mình lên Google search cao trinh nữ là làm kiềm, làm thu nhỏ khối u nhân sơ lành tính của chúng ta. Nên là đã có rất nhiều chị em mình có bị u, dùng sử dụng bên em, sản phẩm bên em xong đi chụp lại em mất u luôn. Đấy là những cái trường hợp mà nó hấp thụ rất là nhanh. Đó, và còn không thì nó sẽ bé lại và nó không bao giờ phát triển nữa. Anh chị em mình cứ yên tâm, sản phẩm này có cao trinh nữ mà. Và sâm tố nữ thì nó sẽ giúp tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành. Bởi vì tăng size như thế cho nên nó nhanh. Nhanh cho nên nhiều người phản hồi lên là tăng nhanh vậy này có an toàn không. Nhưng mà thưa với các chị rằng an toàn tuyệt đối đến mức mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Yên tâm nhá, mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Không có sản phẩm nào cam kết mà không tăng size hoàn tiền. Nhưng riêng sản phẩm bên em cam kết dùng không tăng size được hoàn tiền 100%. Nhận hàng có thể bảo hành cam kết VIP như thế này luôn. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000. Chị không đọc đơn kịp em nhá, em cứ để lại số điện thoại cho chị đi. Không đọc đơn kịp đâu, em sẽ chuyên sâu về tư vấn thôi mà em còn không tư vấn hết các chị em mình đây này. Đó, da bị mụn ăn được không em? Dạ chị ơi, đây sản phẩm này có cao trinh nữ và cao hồng sâm, cũng như là có collagen từ tảo biển. Khi chị bị mụn bị nám, chị sử dụng cho em một liệu trình nó sẽ mờ nám sạm từ 60-80%, khô siêu quỷ mụn và hết mụn luôn, da trắng sáng mịn màng, tóc hết khô sơ, tóc hết rụng luôn các chị em mình, mượt tóc cực kỳ. Đó, bởi vì nó là sản phẩm cung cấp nội tiết tố nữ mà cung cấp được cái estrogen cho cơ thể, cho nên các chị em mình yên tâm, vừa da đẹp vừa tóc mượt vừa dáng rẻ là eo thon, vòng 1 thì căng tròn, hai bên cân xứng như này đó. Nên là các chị em mình cứ yên tâm, đây là cam kết của bên em. Và cái dòng sản phẩm bên em là cái dòng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV và được chứng nhận rằng nó tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Không mua hơi phí, bởi vì bình thường giá của nó không rẻ đâu. Bình thường một hộp là 1.8 triệu, nhưng ngày hôm nay những ai mua hai hộp còn có 250, 5 hộp bình thường 900, ngày hôm nay chỉ còn có 430.000, còn 10 hộp bình thường là 1.8 triệu, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và 10 hộp thì hôm nay còn được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng nữa. Nhưng mà áp dụng với những người chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream ngày hôm nay thì mới được khuyến mại. Ai không để lại số điện thoại chúng ta sẽ không mua được chương trình khuyến mại đâu ạ.
Và các chị em đã dùng sản phẩm kẹo mầm này là biết rồi, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Em ơi, chị đặt 5 hộp với chị Phan Thị Bích Hà, em nhận số điện thoại rồi. Chị Phạm Muội đặt 5 hộp nhận số điện thoại rồi. Chị Lưu Thanh Thủy 10 hộp rồi. Chị Dung Thủy 10 hộp rồi. Em nhận được số điện thoại rồi. Chị Ly Trần 10 hộp rồi. Chị Mộc Trà 10 hộp rồi. Chị Huyền Nguyễn 10 hộp rồi. Chị ơi, chị Đào Thu Hương ơi, 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng chị nhá. Chị lấy 10 hộp luôn để được tặng kem đánh răng, ok luôn. Tất cả chị em ngày hôm nay đặt 5 hộp em thấy toàn đổi thành đơn 10 hộp thôi, để được tặng cái kem đánh răng thần thánh này, kem đánh răng đặt trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và ê bút răng này, trị giá là 300.000 đồng. Những chị em nào đặt 10 hộp kẹo mầm ngày hôm nay 780 được tặng kem đánh răng này trị giá 300.000 đồng luôn và miễn phí ship nha. Rồi, em ơi chị 26 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị ơi 26 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 5 hộp 430.000 nhá. Còn 25 tuổi đổ về chưa sinh con thì chị dùng cho em liệu trình 2 hộp 250.000. Các chị em mình đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì dùng 5 hộp 35 hộp giá sỉ là 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp 780.000. Cũng có những khách hàng 62 tuổi dùng vẫn tăng size như thường các chị em mình ạ. Bởi vì sản phẩm này nó đánh mạnh vòng 1 tăng gấp 20 lần mà. Nó tăng size như thường. Các chị em mình nhìn ngực em có nghĩ là em bơm ngực, nhưng thật ra không phải, nếu bơm em mất lộc kinh doanh luôn. Đây là ngực 100% thật của em các chị em mình ạ. Đó, để lại số điện thoại giúp em trên cái livestream này nha các chị em mình nhá. Chị ăn 2 hộp tăng 1 cm ăn nữa được không em? Chị Lê Thị Mỹ Hảo ơi, chị ăn 2 hộp tăng 1 cm, chị muốn tăng nữa chị ăn cho em liệu trình nữa. Mà tốt nhất chị ăn cho em liệu trình 5 hộp để được bà giá sỉ 430.000. Nếu như chị muốn tăng từ 3 đến 5 cm nữa, cam kết với khách hàng một liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm các chị em mình nhé, và không tăng size bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Đây là lời cam kết từ công ty nên chúng ta cứ yên tâm tuyệt đối mà sử dụng. Đặt 5 hộp 430.000 để lại số điện thoại đi em ơi, bởi vì kết thúc livestream không còn chương trình khuyến mại nữa đâu. Nên cứ đặt hàng để lại cho chị số hộp kèm số điện thoại trên livestream này nhá. Mộc Trà ơi, chị nhìn thấy số của em 5 hộp bây giờ em đổi thành 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng này. 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng, ăn rất là thơm, rất là ngon. Một hộp như thế này chúng ta ăn được khoảng 1 tuần rưỡi nha. Đó, ăn giống như sô cô la, ăn cực kỳ ngon hơn cả sô cô la nữa các chị em mình ạ. Không đắng không hắc, nó rất là thơm, nó rất là ngọt thanh thanh, nó dễ ăn lắm, nó rất là dịu. Nói chung cực kỳ là dễ ăn luôn. Chị muốn mua 10 hộp được tặng gì em? Dạ chị ơi, 10 hộp chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này. 10 hộp bình thường 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá là 300.000 đồng miễn phí ship. Nhưng áp dụng với những chị em nào chúng ta để lại số điện thoại trên livestream này của em thì mới được khuyến mại, còn không để lại trên livestream không được khuyến mại nhá. Một tuyếp như này dùng được 1 tháng rưỡi, và những ai mà chúng ta răng bị ố bị xỉn do uống trà, uống cà phê và hút thuốc thì đánh cái đàng trắng gấp 3 lần và giữ được men răng, bởi vì trong đây có canxi. Canxi và than tre hoạt tính nó trắng răng gấp 3 lần luôn, và còn ngậm được, nó an toàn lành tính đến mức có thể ngậm được, cho trẻ em nuốt được luôn. Đó, trẻ em đánh được, người già đánh được, người trẻ đánh được, cũng như là mẹ bầu mẹ sau sinh đánh được hết các chị em mình nhé. Bình thường chúng ta phải mua 300.000 một tuýp như thế này, nhưng ngày hôm nay mua kẹo mầm là sẽ được tặng một tuýp kem đánh răng, được giá sỉ và còn được tặng kem đánh răng nữa. Đây là cái livestream khuyến mại duy nhất trong 3 năm vừa qua, chưa bao giờ có. Đó, sản phẩm này giúp tăng size nhanh, mạnh, đánh mạnh vào vòng 1, săn chắc từ mô và cơ, tăng gấp 20 lần so với mầm đậu đành thông thường. Các trẻ em mình cứ yên tâm mà sử dụng. Những ai bị lép lâu năm, lép bẩm sinh hay sau sinh, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng, cứ dùng đủ liệu trình như em tư vấn, đảm bảo hiệu quả 100%, và không hiệu quả bên em sẽ hoàn tiền cho các chị em mình. Làm gì có đơn vị bán nở ngực nào mà không hiệu quả hoàn tiền, chỉ có bên em cam kết như vậy, cam kết được như vậy bởi vì tự tin về sản phẩm, và sản phẩm 100% đạt hiệu quả thì mới tự tin và cam kết. Nên các chị em mình yên tâm. Lê Ngọc Ánh đặt 10 hộp, Nguyễn Bắc 10 hộp, Đinh Tươi 10 hộp, Lưu Thắm 10 hộp, Mộc Trà 10 hộp, Thắm Nguyễn 10 hộp, Bảo Trang 10 hộp, Trâm Nguyễn 10 hộp. Các chị em mình đặt 10 hộp là để lại số điện thoại cho em đều nhận được rồi nhá. 10 hộp là sẽ được tặng luôn kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng miễn phí ship trên livestream ngày hôm nay. Những chị em nào mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại, để được giá sỉ và để được tặng quà luôn. Bởi vì đây là cái khuyến mại từ trước đến nay chưa bao giờ có. Và cái sản phẩm này nó quá uy tín đi. Cái sản phẩm này nó quá là hiệu quả đi. Bởi vì nó hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Mà tăng này tăng từ cái mô ngực của chúng ta, tái tạo và tăng săn từ mô ngực. Cho nên khi chúng ta ngưng sử dụng nó không bị bé lại. Bị u nhân dùng được không em? Chị ơi, bị u nhân do lành tính chị dùng vô tư thoải mái cho em, bởi vì nó có cao trinh nữ. Cao trinh nữ nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, giúp cho khối u không phát triển và làm thu nhỏ lại cái khối u của chúng ta, mà tăng cái mô ngực chúng ta gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Ngoài ra nó sẽ cân xứng hai bên vòng 1 và hồng cái đầu ti của chị em chúng ta nữa. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một liệu trình là 2 hộp cho những ai mà chưa sinh con dưới độ tuổi 25 là chỉ cần dùng 2 hộp thôi, không cần dùng nhiều.
hai hộp là chưa sinh con dưới độ tuổi 25. Còn ai muốn tăng rất là nhiều, tăng 10 15 cm thì bắt buộc cứ dùng 5-10 hộp đi các chị em mình ạ. Còn dùng đúng liệu trình em tư vấn thì tăng từ 3 đến 5 cm là bên em cam kết. Đó, còn những ai mà chúng ta đã sinh con mà dưới 35 tuổi thì chúng ta phải bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35, 45, 55, 65 tuổi dùng liệu trình cho em 10 hộp 1.8 triệu giảm còn 780.000 tặng kem đánh răng. Nó tăng size nhanh là bởi vì nó có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, và nó còn giảm cái vòng eo của chúng ta bởi vì có mầm lúa mạch. Mà mầm lúa mạch các chị em mình biết nó sẽ làm tiêu mỡ, làm nhỏ cái vùng eo chúng ta lại, và nó tăng size vòng 1 là nhờ sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành. Nó săn chắc căng tròn, nâng mô và cơ, tái tạo từ mô và cơ sâu từ trong cái mô ngực của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tăng size rất là bền vững, mà khi không dùng nữa không bao giờ bị bé lại, đấy là cam kết. Các chị em mình mua hàng cứ comment số hộp kèm số điện thoại cho bên em để được khuyến mại, để được miễn ship và để được tặng quà. 10 hộp là được tặng kem đánh răng. Cho chị đặt 10 hộp chị ơi. Chị cứ để lại số điện thoại đi, em nhận được rất là nhiều đơn bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Em thấy rất là nhiều chị em để lại số điện thoại rồi nhưng em đọc không có kịp. Em xin phép là em không đọc đơn. Cho nên các chị em mình cứ để lại số điện thoại đi, em sẽ chuyên sâu về tư vấn. 35 tuổi dùng mấy hộp em? Dạ 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000 cho em nhé. Tăng từ 3 đến 5 cm và 10 hộp chị sẽ tặng kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần nữa, chị giá 300.000 đồng. Đó. Còn 26 tuổi dùng liệu trình là 26 tuổi mà đã sinh con dùng liệu trình 5 hộp 430.000 nhá. Chị 43 tuổi dùng được không em? 43 tuổi dùng được chứ chị? 43 tuổi chị đã lão hóa vòng 1 rồi, chảy xệ nhão nhẹt rồi, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp đi. 10 hộp là 780.000 được tặng em đánh răng, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Ngoài tăng size nó còn giúp căng tròn, săn chắc hai bên, cân xứng hai bên đồng đều nữa và hồng đầu ti. Nó như một con gọi đang 43 tuổi tự nhiên quay về thời con gái luôn, em đảm bảo với chị dùng xong 10 hộp, chị quay lại chị cảm ơn em rối rít luôn, bởi vì nó đã tăng size từ 3 đến 5 cm là giúp chị căng tròn săn chắc rồi. Đó, còn những chị em nào mà chúng ta đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì chúng ta chỉ cần dùng liệu trình cho em là 5 hộp thôi. 5 hộp 430.000 chị nhá. Đó, những ai mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại. Em ơi chị dùng 6 hộp đã tăng được 4 cm rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Chị Thu Nguyễn này, dùng được 2 hộp tăng 1.5 cm, cảm ơn chị nhá. Những chị em nào chúng ta mua hàng chúng ta đều yên tâm là khách hàng đã dùng bên em là tăng size cực kỳ là nhanh, tăng size cực kỳ hiệu quả luôn. Nó săn chắc này, nó tăng như nó săn chắc, cảm giác người mình sexy lên rất là nhiều. Và da còn đẹp này, hết đau bụng kinh này, hết rụng tóc này, ngủ ngon hơn này. Đó, da mướt hơn, căng hơn. Nên chúng ta cứ yên tâm, rối loạn kinh nguyệt dùng đủ liệu trình là kinh nguyệt đều trở lại luôn. Nó khỏe buồng trứng, nó làm chị em mình tăng cái nội tiết tố lên. Nó làm chị em mình đẩy đà cái vòng 1 và eo thon nhờ có mầm lúa mạch, nó sẽ tiêu cái vùng bụng mỡ ở bụng đi. Đó. À, em ơi 34 tuổi đã sinh hai đứa con dùng mấy hộp? Dạ chị ơi 34 tuổi chị sinh hai đứa con và một chị mà lép nhiều, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp nhá. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng 300.000 chị nhá. Còn 24 tuổi chưa sinh con dùng hai hộp thôi em ơi. 24 tuổi chưa sinh con chỉ cần dùng 2 hộp 250.000 thôi. 36 tuổi đã sinh con dùng 10 hộp nha. 10 hộp 780.000 chị nhá. Các chị em mình cứ comment em sẽ tư vấn chuyên sâu. Còn đặt hàng là để được khuyến mại là để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream này. Em sẽ khuyến mại và tặng quà cho các chị em mình. Đó, chị ăn được 6 hộp tăng 4.5 cm. Bây giờ chị muốn ăn 5 hộp nữa. Chị ơi, chị muốn đặt 5 hộp nữa, chị để lại cho em số điện thoại trên cái livestream này đi. Ngày hôm nay 5 hộp 900.000 giảm còn 430.000 chị nhá. Cảm ơn em, ăn ngon lắm, da đẹp nữa, ông xã chị khen hoài. Em cảm ơn chị Võ Thị Thắm rất là nhiều. Đó, rất là nhiều ông xã không tin vào, cứ nghĩ là mình đi bơm ngực hay đi nâng ngực hay đi tiêm ngực hay gì đấy vân vân. Nhưng mà quan trọng ăn sản phẩm này nó tăng thật các chị em mình ạ. À. Nó tăng đến mức bên em còn cam kết không tăng hoàn tiền. Nó tăng thật từ mô và cơ tái tạo từ bên trong. Nó tăng từ những cái vùng mô cơ sâu trong cái vòng ngực của chúng ta. Nên khi chúng ta ngưng lại nó không bị bé lại. Đấy là cam kết 100%. Không phải đúng như lời bên em cam kết hoàn tiền 100% luôn cho khách hàng. À, em đặt 10 hộp chị ơi, đặt cứ để lại cho em số điện thoại đi chị. Em xin phép là em không đọc hết đơn của các chị được, bởi vì các chị em livestream 3 máy các chị thả nhiều đơn lắm. Khuyến mại ngày hôm nay là khuyến mại tưng bừng, từ trước đến giờ 3 năm mới có một lần. Nên là em thấy các chị đặt rất là nhiều luôn, em đọc không hết được đâu. Cho nên các chị lại cứ nghĩ là em sót đơn, nhưng yên tâm, đã có số điện thoại bên em sẽ cho nhân viên gọi điện thoại chốt đơn. Không sót đơn các chị em mình cứ yên tâm tuyệt đối nhá. Mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại. Ngày hôm nay khuyến mại tặng kem đánh răng này, đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng chỉ giá 300.000 đồng. Sản phẩm chính hãng của công ty, check mã vạch 180.000, có tem bảo hành của Bộ Công an, có tem niêm
phòng chống hàng giả của Bộ Công an, và đây là em ngồi đây với tư cách là giám đốc của thương hiệu. Em tư vấn, em chốt hàng cho các chị em mình, cứ yên tâm, hàng thật 100% và quan trọng hiệu quả, không hiệu quả hoàn tiền luôn. Nhận hàng có thẻ bảo hành, cam kết số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người bán hàng trên đây. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một sản phẩm an toàn là người livestream có thể đứng đây cam kết và có thể ăn được trên livestream. Đó, đây rất là ngon, các chị em mình cứ yên tâm nhá. Đó, mua hàng phải làm sao em? Chị ơi, mua hàng chị comment số hộp kèm số điện thoại. Các chị em mình comment số hộp kèm số điện thoại xem mình dùng liệu trình nào. Nếu như mình dưới 25 tuổi chưa sinh con, mình chỉ cần dùng 2 hộp thôi là 250.000. Còn nếu như mình đã sinh con dưới 35 tuổi thì mình dùng liệu trình là 5 hộp với giá xỉ là 430.000. Còn chị độ tuổi 35 tuổi, 35, 45, 55, 65 tuổi dùng liệu trình 10 hộp là 780.000. Tặng được một kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Nhưng phải comment số hộp kèm số điện thoại. Nam Khánh đặt 10 hộp nhận rồi em ơi, em đặt hoài à? Em đặt nhiều lần lắm, em chỉ cần đặt một lần thôi là bên chị đã đọc được đơn, nên chị đã nhận được đơn và nhân viên chị sẽ gọi điện thoại chốt đơn cho em. Bên em số điện thoại ghi ở màn hình các chị em mình nhá. Nên cứ yên tâm tuyệt đối là mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại, hàng chính hãng chứ em. Chị là giám đốc thương hiệu, chị ngồi đây chị tư vấn mà sao lại không chính hãng? Cứ yên tâm tuyệt đối, không phải lo nhá. Cam kết mua hàng nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Có thẻ bảo hành, có thẻ cam kết, đúng hàng chính hãng, có mã vạch nhận hàng thì lúc chúng ta mới thanh toán. Cứ yên tâm nhá, cam kết bảo hành luôn cho các chị em mình. Chỉ cần để lại số hộp kèm số điện thoại, bình thường không có chương trình khuyến mại này đâu ạ. Chỉ trên livestream này mới có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Chúng ta cứ yên tâm, để lại số hộp kèm số điện thoại để được mua khuyến mại. Một hộp 180.000, hai hộp 250.000, 5 hộp giá xỉ 430.000 và 10 hộp ngày hôm nay có giá xỉ 780.000, được tặng luôn một kem đánh răng đặc trị hôi miệng trị giá 300.000 đồng. Kem đánh răng này ngậm được, nuốt được, hòa được vào nước để làm nước súc miệng, giúp trắng răng gấp 3 lần, đánh thay kem đánh răng bình thường luôn các chị em mình sáng và tối nhá. Ngậm được, nuốt được, trẻ em đánh được, người bầu, bầu bì đánh được. Chị ăn 5 hộp tăng 3cm rồi em ơi. Em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều ạ. Sản phẩm gì thế em? Dạ chị ơi, đây là kẹo mầm lúa mạch gôn của Thảo Mộc 37, hay còn gọi là kẹo nở ngực. Những chị em nào chúng ta đang bị vòng 1, bị lép, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng hay đầu ti bị thâm đen thì cam kết dùng đủ liệu trình kẹo mầm của bên em sẽ tăng từ 3 đến 5cm. Ngoài ra đầu ti sẽ hồng hơn, hai bên vòng 1 sẽ cân xứng hơn. Và những chị em nào chúng ta xem live stream ngày hôm nay đều được khuyến mại vô cùng ưu đãi và được tặng quà luôn. Chị em nào chúng ta chưa sinh con dưới độ tuổi 25 thì chỉ cần dùng liệu trình là 2 hộp thôi. Còn những chị em nào đã sinh con mà từ độ tuổi 35 đổ về là chúng ta phải dùng liệu trình 5 hộp. Thì ngày hôm nay 5 hộp sẽ có giá xỉ. Còn chị em cô nào có độ tuổi là 35, 45, 55 thì bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp. Thì bình thường chúng ta phải mua 10 hộp là 1.800.000. Thì ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và được tặng một sản phẩm, đấy là kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng và chữa chảy máu chân răng, ê mút răng. Em ơi, chị 35 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị Thảo Phạm ơi, chị 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp 780.000 nha. 10 hộp bình thường là 1.800.000. Trước chị mua không khuyến mại hôm nay giá như thế nào em? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, ngày hôm nay 1 hộp là 180.000, 2 hộp chỉ còn 250.000, 5 hộp giá xỉ là 430.000 và 10 hộp là giá 780.000 miễn phí ship chị nhá. Những chị em nào xem livestream của em đều được khuyến mại. Đây là dòng sản phẩm tăng vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, nhờ có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan mà theo khoa học đã nghiên cứu rồi. Sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch thì sẽ cho ta một cái hoạt chất mà khi ăn vào nó sẽ tăng size vòng 1 gấp 20 lần. Và ngoài ra nó còn giúp nâng mô và cơ, tái tạo săn chắc từ mô ngực của chúng ta, săn chắc đánh mạnh vào vòng 1 và tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV truyền hình rất là nhiều lần như là kênh VTV1, VTC14, VTV6 vân vân. Những chị em nào chúng ta xem livestream vòng 1 chúng ta đang bị lép, lép lâu năm, lép bẩm sinh hay là lép sau sinh đều có thể sử dụng được một liệu trình như thế này. Chúng ta sẽ tăng từ 3 đến 5cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Giá thế nào em? Trước chị mua sản phẩm này rồi dùng hiệu quả lắm. Em cảm ơn chị Minh Thành rất là nhiều. Giá ngày hôm nay khuyến mại chị nha. Chị ăn 5 hộp tăng 3cm, ăn nữa được không em? Dạ chị Mộc Miên ơi, ăn 5 hộp tăng 3cm thì chị có thể ăn thêm 5 hộp nữa để tăng nữa. Còn chị muốn tăng 3cm thôi thì chị sẽ không phải dùng nữa nhá. Những chị em nào chúng ta cảm thấy tăng như thế là đủ rồi thì chúng ta sẽ ngưng lại. Cam kết ngưng lại, không bị nhão, không bị sệ trở lại, bởi vì đây là dòng sản phẩm tái tạo từ mô và cơ, săn chắc trong mô cơ ngực của chúng ta. Cho nên là nó sẽ không bao giờ bị bé lại khi chúng ta ngưng sử dụng. Đây là lời cam kết. Và chúng ta dùng đủ liệu trình tăng từ 3 đến 5cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100%. Kể cả những chị em nào vòng 1 bị lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép teo tóc không có gì, vẫn có thể tăng từ 3 đến 5cm được. Tùy vào những chị em nào muốn tăng nhiều hay tăng ít mà chúng ta dùng một liệu trình hay là hai liệu trình. Nhưng mà so với độ tuổi thì nếu mà 25 tuổi mà chưa sinh con, 25 tuổi đổ về thì chỉ cần dùng 2 hộp thôi. Bởi vì là chúng
ta biết sản phẩm này nó sẽ tăng từ 20 lần rồi cho nên nó tăng nhanh, thì chúng ta sẽ dùng trước hai hộp là 250.000 để xem chúng ta tăng bao nhiêu cm. 3 đến 5 cm là cam kết của công ty, nhưng có người người ta tăng 4 đến 5 đến 6 cm. Còn nếu ai đã sinh con rồi mà từ 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000 miễn phí ship. Những cô nào, chị nào độ tuổi 35, 45, 55 tuổi thì bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp. Thì bình thường 10 hộp là 10 hộp là 1.8 cơ. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn có 780.000. Đồng thời ngày hôm nay nhá, duy nhất ở livestream này của em, các chị em mua 10 hộp kẹo mầm sẽ được tặng một cái kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng này, e-bút răng này, nhiệt miệng này, và quan trọng đánh trắng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Chúng ta sẽ đánh thay kem đánh răng bình thường luôn, đánh buổi sáng và buổi tối. Cái sản phẩm này trẻ em có thể ngậm được để chữa viêm họng, bà bầu, trẻ nhỏ đều sử dụng, nó rất là ngọt, nó được lên men 24 giờ đồng hồ bằng 16 loại thảo dược, canxi này, vitamin, các vitamin này, mật ong, mật mía, cam thảo, ô long vĩ, đinh hương vân vân, và nó có giá là 300.000 đồng nhá. Những chị em ngày hôm nay mua 10 kẹo mầm sẽ được tặng một hộp kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Cho em đặt 5 hộp với, em để lại cho chị số điện thoại nha. Những chị em nào đặt hàng phải để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream ngày hôm nay để được mua giá sỉ và để được khuyến mại luôn. Chị ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm, ăn nữa được không? Thảo Trần ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm có nghĩa là nhanh rồi. Bây giờ em muốn ăn nữa thì em có thể là mua 2 hộp hoặc là mua 5 hộp nữa. Thì nếu như đã có con mà dưới 35 tuổi chúng ta sẽ dùng 5 hộp nhá. 5 hộp là giá sỉ là 430.000, bình thường giá là 900. Đó, còn những chị em nào, cô nào độ tuổi tiền mãn kinh này, 35, 45, 55 hay thậm chí là 65 tuổi ở độ tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta dùng cho em là liệu trình là 10 hộp. 10 hộp 1.8 giảm còn 780.000, được tặng kem đánh răng. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV, lên truyền hình, được xuất khẩu sang nhiều nước rồi, và giá niêm yết ở mã vạch của Bộ Y tế là 180.000 một hộp. Những chị em nào đặt hàng trên livestream ngày hôm nay để lại cho em số hộp kèm số điện thoại. Em sẽ không đọc hết đơn đâu bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Những chị em chúng ta đã xem livestream, chúng ta được mua khuyến mại cứ để lại số điện thoại. Vì đây là livestream khuyến mại duy nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Đây là dòng sản phẩm giúp tăng size vòng 1 từ mô và cơ, tăng hoàn toàn theo cơ chế tự nhiên từ mô và cơ ngực của chúng ta, và tăng size gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Nó tăng là tăng từ sâm tố nữ và mầm đậu nành kết hợp với nhau. Và quan trọng, đây là dòng sản phẩm độc quyền duy nhất trên thị trường có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và khi tăng rồi thì khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ không bị bé lại. Đây là cam kết của bên em. Nhận hàng sẽ có thẻ bảo hành cam kết như thế này. Đây là thẻ cam kết bảo hành tăng size. Nó có số điện thoại, địa chỉ và họ tên người bán hàng đàng hoàng luôn. Nên những chị em chúng ta mua hàng, chúng ta mở ra kiểm tra, chúng ta có thẻ bảo hành thì chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán. Và check là sẽ có mã vạch, check ra là 180.000 một hộp. Ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 2 lần, buổi sáng 4 viên trước khi ăn sáng, buổi tối 4 viên trước khi đi ngủ. Ăn xong uống kèm cho em một ly nước, càng ấm thì việc hấp thụ vào cơ thể càng tốt các chị em mình nhá. Và đây là dòng sản phẩm được lên TV, lên truyền hình rất là nhiều lần luôn, và được công nhận là tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Em 36 tuổi dùng mấy hộp chị? Dạ chị ơi, 36 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp nhá. 10 hộp 1.8 giảm còn 780.000 và tặng một kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, ê út răng, trị giá 300.000 đồng, cũng của Thảo Mộc 37, được bán tại hiệu thuốc, tại bệnh viện rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay ai mua 10 hộp kẹo mầm như thế này giá 780.000, được tặng một kem đánh răng này, này là trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Em dùng 10 hộp tăng 4 cm rồi, dùng được nữa không? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, chị dùng 10 hộp đã tăng 4 cm rồi, chị muốn tăng nữa chị dùng cho em liệu trình nữa nhé. Bình thường 10 hộp là 1.8 triệu, nhưng ngày hôm nay 10 hộp chỉ có 780.000 và miễn phí ship. Chị bị u ăn được không em? Dạ chị ơi, bị u, bị nhân, bị sơ lành tính, dùng tất cả các sản phẩm tăng vòng 1 trên thị trường không được. Nhưng đối với sản phẩm bên em có thành phần là cao trinh nữ. Cao trinh nữ này theo khoa học đã nghiên cứu, các chị em mình có thể lên Google để tìm. Cao trinh nữ này nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, kiềm sự phát triển của khối u của chúng ta, nên chúng ta sử dụng hoàn toàn được luôn các chị em mình nhé. Ngoài ra trong sản phẩm này có thành phần là collagen từ tảo biển, khi sử dụng nó sẽ đẹp da, trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông và mờ nám sạm tàn nhang luôn. Đây là cam kết của bên em, không tăng size bên em sẽ hoàn tiền, không đẹp da cũng được hoàn tiền luôn. Và có thành phần là collagen thì nó sẽ đẹp da, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông. Còn những cái thành phần như cao trinh nữ, cao hồng sâm ở trong sản phẩm này, nó sẽ làm cho tóc mượt này, tóc đỡ gãy rụng này, ngủ ngon hơn này, ngủ sâu giấc hơn này, và tóc mượt cũng như là da đẹp hơn. Những chị em nào mà chúng ta đang kỳ kinh nguyệt hay đau bụng này, hay đau lưng, thì khi sử dụng đúng liệu trình kẹo mầm lúa mạch cho bên em, cam kết hết đau bụng kinh, hết đau lưng luôn, và kinh nguyệt sẽ điều hòa rất là đều.
đều da rẻ chúng ta sẽ rất là đẹp. Và một hộp là 180.000, hai hộp là ngày hôm nay có giá 250.000, năm hộp giá chỉ là 430.000 và 10 hộp giá là 780.000. Những chị em nào chúng ta mua hàng phải comment cho em số hộp kèm số điện thoại, bởi vì đây là livestream duy nhất khuyến mại lớn vừa áp dụng giá sỉ vừa được tặng quà, nên là chúng ta phải để lại số điện thoại trên cái livestream này của em. Và sản phẩm này đã được lên TV rất là nhiều lần rồi nhá, em nhìn thấy trên TV nhiều lần rồi, cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Hoàng Loan đặt 10 hộp em nhận số điện thoại, chị Uyên Lê 10 hộp rồi, chị Thắm Võ 10 hộp rồi, chị Vũ Linh Hương 10 hộp rồi, chị Lily Nguyễn 10 hộp rồi, chị Đào Huyền Trang 10 hộp rồi, chị Lưu Tươi 10 hộp để tặng kem đánh răng. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị em nào cũng đặt 10 hộp hết, bởi vì chúng ta ngày hôm nay được tặng kem đánh răng này, được giảm từ 1.8 triệu xuống còn 780.000 này, tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng gấp trắng răng gấp 3 lần trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship luôn. Một hộp là 180.000 em ơi, nhưng mà một hộp chị không bán nha, bởi vì một hộp nó chưa đủ liệu trình. Cam kết với chị em nào dùng đủ liệu trình không tăng size mới hoàn tiền, còn dùng không đủ liệu trình không được cam kết, bởi vì một hộp nó đâu có tăng size đâu. Phải dùng ít nhất 2 hộp, và những người dùng 2 hộp đấy là những người mà chưa sinh con dưới 25 tuổi. Thì chúng ta chỉ cần dùng 2 hộp là cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Còn đã sinh con rồi dưới độ tuổi 35 bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp giá sỉ 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn dùng được liệu trình là 10 hộp. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng các chị em mình nhá. Chị ơi em 42 tuổi, chị ơi chị 42 tuổi dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000. Cam kết tăng từ 3 đến 5 cm và quan trọng tăng từ mô và cơ, săn chắc và khi chị dừng lại nó không bị bé, không bị thu nhỏ lại chị nhá. Đây là cam kết của công ty. Những chị em nào mà chúng ta đang bị vòng một là lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép không có gì sau khi cai sữa con chảy xệ nhão nhuẹt, dùng đủ liệu trình cho bên em, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm, không tăng sẽ được hoàn tiền, có thể bảo hành cam kết, có số điện thoại địa chỉ rất là rõ ràng. Nên các chị em mình cứ yên tâm, em đặt 5 hộp thấy không thấy chị đọc đơn, dạ chị ơi, em đang livestream trên 3 máy cho nên em đọc không kịp, em xin phép ngày hôm nay em sẽ chuyên sâu về tư vấn. Còn các chị em mình đặt hàng để được khuyến mại cứ để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream này của em là chúng ta sẽ được mua giá sỉ, và mua 10 hộp sẽ được tặng kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng các chị em mình nhé. Em ơi 26 tuổi dùng mấy hộp chị đã sinh con? Chị ơi 26 tuổi chị đã sinh con, chị dùng cho em liệu trình 5 hộp nhá. 5 hộp là 900.000 giảm còn 430.000, với điều kiện là chị phải để lại số điện thoại trên livestream này của em là chị sẽ được mua giá sỉ là 5 hộp còn 430.000. Chị ơi em dùng 5 hộp tăng 3 cm dùng được nữa không? Dạ chị Trầm Nguyễn ơi, 5 hộp tăng 3 cm chị có thể dùng nữa nếu chị muốn tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì chị có thể dừng lại, nó sẽ không bị bé lại rồi chị nhá. Đó, chị Diện Ngô đặt 5 hộp em nhận số điện thoại rồi. Hiền Nguyễn Thị đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. Mộc Trần đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. 10 hộp tặng gì em? Dạ 10 hộp ngày hôm nay sẽ được tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng này, nhiệt miệng này, và giúp trắng răng gấp 3 lần. Đây các chị có thể thấy đây là kem đánh răng YX3, trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Những chị em nào có chồng hoặc là chúng ta bị uống rượu, uống bia, hút thuốc lâu ngày mà răng bị ố, bị xỉ, bị vàng thì hoặc là uống trà, uống cà phê thì chúng ta dùng kem đánh răng là cho em từ 7 đến 10 ngày, cam kết răng trắng bật tông gấp 3 lần và vẫn giữ được men răng chắc khỏe các chị em mình nhá. Đó, và một tuyếp như thế này là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay những chị em nào mua 10 hộp kẹo mầm lúa mạch thế này trị giá là 780.000, chúng ta sẽ được tặng một kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng. Có thể ngậm được chữa viêm họng này, chữa chảy máu chân răng này, ngậm được để trẻ em có thể là chữa được viêm họng đây nhá. Các chị em mình nhìn thấy em ngậm này. Đó. Khi mà em nói nhiều em bị viêm họng thì em có thể ngậm vào cho nó thanh dịu cái họng luôn ngay tức thì lúc đấy. Và chúng ta cũng thể pha một ít như thế này vào cái nước ấm để chúng ta làm cái nước súc miệng. Nó rất là cảm thấy rất là sạch miệng và rất là thơm tho. À. Và những chị em nào mà chúng ta những chị em nào hoặc là anh em nào mà chúng ta bị uống trà, uống cà phê, hút thuốc lâu năm mà răng bị ố, bị xỉn do chúng ta không đánh được kem đánh răng thông thường cho nó sạch ý, thì dùng kem đánh răng này em đảm bảo từ 7 đến 10 ngày trắng răng gấp 3 lần luôn. Đây là dòng kem đánh răng được bán công khai tại các bệnh viện và tại các nhà thuốc, một tuyếp là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay bên em sẽ tặng khi chúng ta mua 10 hộp kẹo mầm như thế này. Những chị nào, cô nào 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn có thể sử dụng được một liệu trình kẹo mầm là 10 hộp 780.000 được tặng kem đánh răng. Những độ tuổi cao chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp nhá. Còn những chị nào mà đã sinh con nhưng mà dưới 35 tuổi thì chỉ cần dùng 5 hộp là 430.000 thôi là nó đã tăng từ 3 đến 5 cm rồi. Và nó tăng, nó săn chắc, nó căng tròn đầy hai bên. Và vòng 1 của chúng ta nó căng tròn, nó săn chắc, cũng như là đầu ti chúng ta hồng hơn và cân xứng hai bên, tăng từ 3 đến 5 cm. Ban đầu dùng nó sẽ căng, nó sẽ tái tạo mô cơ cho nên nó sẽ căng nhức vòng 1. Sau đấy chúng ta cảm nhận căng nhức vòng 1
hộp xong chúng ta ăn tiếp, nó sẽ tăng size vòng 1 từ 3 đến 5 cm rất là nhanh. Đó, những chị em nào mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại, bởi vì em sẽ không đọc được hết đơn đâu. Bởi vì là trên cái livestream của em ý, em livestream trên 3 máy ngày hôm nay em không đọc hết đơn được. Các chị em cứ nghĩ là mình bị sót đơn, nhưng yên tâm, nhân viên bên em sẽ lọc đơn, sẽ gọi điện thoại chốt đơn. Và số điện thoại em chốt đơn là số em ghi ở màn hình. Các chị em mình cứ yên tâm thấy đúng số ghi màn hình gọi điện thoại thì chúng ta sẽ cho địa chỉ, tránh mua phải hàng giả hàng nhái, và khi nhận hàng sẽ có thẻ bảo hành cam kết như thế này, có số điện thoại, địa chỉ cũng như là họ tên người bán hàng, cam kết các chị em mình không tăng size, được hoàn tiền 100%. Quan trọng sản phẩm này đã được lên TV và công nhận rằng nó tăng size bằng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, tức là một hộp kẹo như thế này bằng 20 hộp mầm đậu nành thông thường, và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian sử dụng, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Cho nên các chị em mình cứ yên tâm, ngày hôm nay khuyến mại lại vô cùng ưu đãi, để lại số hộp kèm số điện thoại để chúng ta sẽ được lên đơn thành công. Và khuyến mại này chỉ dành cho những chị em nào mua hàng trên livestream của em, để lại số điện thoại trên livestream của em, bởi vì đây là khuyến mại duy nhất rồi. Một hộp bao nhiêu em? Dạ chị ơi, một hộp là 180.000, check mã vạch niêm yết một hộp 180.000, nhưng ngày hôm nay chỉ để lại số điện thoại trên livestream này, chị mua hai hộp chỉ còn có 250.000, còn nếu như chị mua 5 hộp giá sỉ còn có 430.000, còn 10 hộp là giá sỉ 780.000 và miễn phí ship. Các chị em mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em nhắc lại liệu trình này. Những chị em nào mà chưa sinh con dưới 25 tuổi chúng ta chỉ cần dùng liệu trình hai hộp thôi là 250.000, còn những chị em nào đã sinh con mà độ tuổi 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Bình thường 5 hộp giá công ty là 900, ngày hôm nay trên livestream của em chỉ còn có 430.000 và miễn phí ship. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35 trở lên, 35, 45, 55 tuổi trở lên thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp, 1.8 triệu giảm còn 780.000 và tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và chữa ebot răng, cũng như là giúp trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường, trị giá của nó là 300.000 đồng. Nhưng duy nhất ở livestream của em thì mới được tặng quà. Nên các chị em mình mua hàng cứ comment số điện thoại ở trên cái livestream này của em, chứ gọi điện thoại hay nhắn tin đến là không có chương trình khuyến mại, em nhắc trước nha. Không có chương trình khuyến mại khi nhắn tin hay là gọi điện thoại. Nên là chúng ta cứ yên tâm để lại số điện thoại ở cái livestream của em. Chị ăn 5 hộp tăng 3 cm, ăn nữa được không em? Ăn nữa được chị nhá, ăn nữa để tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì thôi. Em ơi, chị nhận kẹo mầm rồi, ăn ngon lắm. Sản phẩm này ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 8 viên, sáng 4 viên trước khi ăn sáng, tối 4 viên trước khi đi ngủ, ăn xong uống kèm 1 ly nước ấm. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm màu nâu của sâm tố nữ và kết hợp với mầm đậu nành này. Màu nâu của sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành như thế này. Và các chị em mình nhìn thấy này, bên trong cũng như bên ngoài nhá, đồng nhất một màu, không hề pha một cái nhân nào ở trong này như các sản phẩm trên thị trường. Nó bên trong đồng nhất như bên ngoài luôn. Và quan trọng, cam kết không có chất bảo quản, không có chất tạo màu, không có chất tạo mùi. Cam kết bảo hành cho các chị em mình, đây hoàn toàn là mầm nguyên sơ kết hợp với mầm lúa mạch và sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Ăn rất là thơm, là ngon như sô-cô-la luôn. Mầm đậu nành là nó là sản phẩm sấy dẻo, sấy dai các chị em mình nhá. Không phải sấy giòn đâu, sấy giòn nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000, năm hộp giá sỉ 430.000 và 10 hộp là 780.000. Duy nhất trên livestream này mua 10 hộp được tặng kem đánh răng 300.000 các chị em mình nhá. Đó. Kem đánh răng nuốt được luôn. Nên là trẻ nhỏ hoàn toàn đánh được, người lớn, người già, mẹ mang thai đều đánh được, mẹ cho con bú đánh được vô tư luôn. Nó cực kỳ là thích, nó lên men đông y tự nhiên. Theo một cái công thức đông y lên men tự nhiên và độc quyền tại thị trường Việt Nam luôn. Bằng 16 loại thảo mộc thiên nhiên, các chị em mình cứ yên tâm, cái sản phẩm này cực kỳ thích, dùng phê cực kỳ luôn. Dùng không hiệu quả em hoàn tiền 300.000 cho các chị em mình luôn nhá. Đó, em nhận được các rồi, 10 hộp em nhận được số điện thoại rồi chị ơi. Chị Hồng Thắm 10 hộp, chị Đặng Bạch 10 hộp, chị Nguyễn Bính 10 hộp, chị Hồng Vũ 5 hộp 430.000 rồi. Chị Diện Ngô 10 hộp 780.000, tặng sữa rửa mặt, tặng kem đánh răng rồi. Ok. Ngày hôm nay tặng kem đánh răng nhá. Chỉ có duy nhất trên livestream này của em được tặng kem đánh răng trị giá 300.000 đồng. Những chị em nào mua hàng phải comment đúng trên livestream này và để lại số điện thoại đúng trên cái livestream này thì mình mới được khuyến mại. Tăng size vòng 1 gấp 20 lần và tăng từ mô và cơ. Và bị u nhân sơ ăn được không em? Chị ơi, bị u nhân sơ lành tính ăn thoải mái. Các dòng sản phẩm trên thị trường u nhân sơ lành tính không sử dụng được. Nhưng đối với sản phẩm bên em, u nhân sơ lành tính sử dụng được bởi vì nó có cao trinh nữ. Các chị em mình lên Google search cao trinh nữ là làm kiềm, làm thu nhỏ khối u nhân sơ lành tính của chúng ta. Nên là đã có rất nhiều chị em mình có bị u, dùng sử dụng bên em, sản phẩm bên em xong đi chụp lại em mất u luôn. Đấy là những cái trường hợp mà nó hấp thụ rất là nhanh. Đó, và còn không thì nó sẽ bé lại và nó không bao giờ phát triển nữa. Anh chị em mình cứ yên tâm, sản phẩm này có cao trinh nữ mà. Và sâm tố nữ thì nó sẽ giúp tăng size bằng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành. Bởi vì tăng size như thế cho nên nó nhanh. Nhanh cho nên nhiều người phản hồi lên là tăng nhanh vậy này có an toàn không. Nhưng mà thưa với các chị rằng an toàn tuyệt đối đến mức mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được.
Yên tâm nhá, mẹ bầu mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được, không có sản phẩm nào cam kết mà không tăng size hoàn tiền. Nhưng riêng sản phẩm bên em cam kết dùng không tăng size được hoàn tiền 100%, nhận hàng có thể bảo hành cam kết VIP như thế này luôn. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000. À, chị không đọc đơn kịp em nhá, em cứ để lại số điện thoại cho chị đi, không đọc đơn kịp đâu, em sẽ chuyên sâu về tư vấn thôi mà em còn không tư vấn hết các chị em mình đây này. Đó, da bị mụn ăn được không em? Dạ chị ơi, đây sản phẩm này có cao trinh nữ và cao hồng sâm, cũng như là có collagen từ tảo biển. Khi chị bị mụn bị nám, chị sử dụng cho em một liệu trình nó sẽ mờ nám sạm từ 60-80%, khô siêu quỷ mụn và hết mụn luôn, da trắng sáng mịn màng, tóc hết khô sơ, tóc hết rụng luôn, các chị em mình mượt tóc cực kỳ. Đó, bởi vì nó là sản phẩm cung cấp nội tiết tố nữ mà cung cấp được cái estrogen cho cơ thể, cho nên các chị em mình yên tâm, vừa da đẹp vừa tóc mượt vừa dáng rẻ là eo thon, vòng một thì căng tròn, hai bên cân xứng như này đó, nên là các chị em mình cứ yên tâm. Đây là cam kết của bên em, và cái dòng sản phẩm bên em là cái dòng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV và được chứng nhận rằng nó tăng size vòng một gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Không mua hơi phí, bởi vì bình thường giá của nó không rẻ đâu, bình thường một hộp là 1.800.000, nhưng ngày hôm nay những ai mua hai hộp còn có 250.000, năm hộp bình thường 900.000, ngày hôm nay chỉ còn có 430.000, còn 10 hộp bình thường là 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000, và 10 hộp thì hôm nay còn được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng nữa. Nhưng mà áp dụng với những người chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream ngày hôm nay thì mới được khuyến mại. Ai không để lại số điện thoại chúng ta sẽ không mua được chương trình khuyến mại đâu ạ. Và các chị em đã dùng sản phẩm kẹo mầm này là biết rồi, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Em ơi, chị đặt 5 hộp với chị Phan Thị Bích Hà, em nhận số điện thoại rồi. Chị Phạm Muội đặt 5 hộp nhận số điện thoại rồi, chị Lưu Thanh Thủy 10 hộp rồi, chị Dung Thủy 10 hộp rồi. Em nhận được số điện thoại rồi, chị Ly Trần 10 hộp rồi, chị Mộc Trà 10 hộp rồi, chị Huyền Nguyễn 10 hộp rồi. Chị ơi, chị Đào Thu Hương ơi, 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng chị nhá. Chị lấy 10 hộp luôn để được tặng kem đánh răng, ok luôn. Tất cả chị em ngày hôm nay đặt 5 hộp em thấy toàn đổi thành đơn 10 hộp thôi, để được tặng cái kem đánh răng thần thánh này, kem đánh răng đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và ê bút răng này trị giá là 300.000 đồng. Những chị em nào đặt 10 hộp kẹo mầm ngày hôm nay 780.000 được tặng kem đánh răng này trị giá 300.000 đồng luôn và miễn phí ship nha. Rồi, em ơi chị 26 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị ơi, 26 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 5 hộp 430.000 nhá. Còn 25 tuổi đổ về chưa sinh con thì chị dùng cho em liệu trình 2 hộp 250.000. Các chị em mình đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì dùng 5 hộp 35 hộp giá sỉ là 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp 780.000. Cũng có những khách hàng 62 tuổi dùng vẫn tăng size như thường các chị em mình ạ. Bởi vì sản phẩm này nó đánh mạnh vòng 1 tăng gấp 20 lần mà nó tăng size như thường. Các chị em mình nhìn ngực em có nghĩ là em bơm ngực, nhưng thật ra không phải, nếu bơm em mất lộc kinh doanh luôn. Đây là ngực 100% thật của em các chị em mình ạ. Đó, để lại số điện thoại giúp em trên cái live stream này nha các chị em mình nhá. Chị ăn 2 hộp tăng 1cm ăn nữa được không em? Chị Lê Thị Mỹ Hảo ơi, chị ăn 2 hộp tăng 1cm, chị muốn tăng nữa chị ăn cho em liệu trình nữa. Mà tốt nhất chị ăn cho em liệu trình 5 hộp để được bà giá sỉ 430.000. Nếu như chị muốn tăng từ 3 đến 5cm nữa, cam kết với khách hàng một liệu trình tăng từ 3 đến 5cm các chị em mình nhé. Và không tăng sai, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Đây là lời cam kết từ công ty, nên chúng ta cứ yên tâm tuyệt đối mà sử dụng. Đặt 5 hộp 430.000 để lại số điện thoại đi em ơi, bởi vì kết thúc livestream không còn chương trình khuyến mại nữa đâu. Nên cứ đặt hàng để lại cho chị số hộp kèm số điện thoại trên livestream này nhá. Mộc Trà ơi, chị nhìn thấy số của em 5 hộp bây giờ em đổi thành 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng này. 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng, ăn rất là thơm, rất là ngon. Một hộp như thế này chúng ta ăn được khoảng 1 tuần rưỡi nha. Đó, ăn giống như sô cô la, ăn cực kỳ ngon hơn cả sô cô la nữa các chị em mình ạ. Không đắng không hắc, nó rất là thơm, nó rất là ngọt thanh thanh, nó dễ ăn lắm, nó rất là dịu. Nói chung cực kỳ là dễ ăn luôn. Chị muốn mua 10 hộp được tặng gì em? Dạ chị ơi, 10 hộp chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này. 10 hộp bình thường 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000. Và chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá là 300.000 đồng miễn phí ship. Nhưng áp dụng với những chị em nào chúng ta để lại số điện thoại trên livestream này của em thì mới được khuyến mại, còn không để lại trên livestream không được khuyến mại nhá. Một tuyếp như này dùng được 1 tháng rưỡi. Và những ai mà chúng ta răng bị ố, bị xỉn đã uống trà, uống cà phê và hút thuốc thì đánh cái đàng trắng gấp 3 lần và giữ được men răng, bởi vì trong đây có canxi. Canxi và than tre hoạt tính, nó trắng răng gấp 3 lần luôn và còn ngậm được, nó an toàn lành tính đến mức có thể ngậm được, cho trẻ em nuốt được luôn. Đó, trẻ em đánh được, người già đánh được, người trẻ đánh được, cũng như là mẹ bầu mẹ sau sinh đánh được hết các chị em mình nhé. Bình thường chúng ta phải mua 300.000 một tuyếp như thế này, nhưng ngày hôm nay mua kẹo mầm là sẽ được tặng một tuyếp kem đánh răng, được giá sỉ và còn được tặng kem đánh răng nữa. Đây là cái livestream khuyến mại duy nhất trong 3 năm vừa qua, chưa bao giờ có. Đó, sản phẩm này giúp tăng size nhanh, mạnh, đánh mạnh vào vòng 1, săn chắc từ mô và cơ,
tăng gấp 20 lần so với mầm đậu đành thông thường, các trẻ em mình cứ yên tâm mà sử dụng. Những ai bị lép lâu năm, lép bẩm sinh hay sau sinh, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng, cứ dùng đủ liệu trình như em tư vấn, đảm bảo hiệu quả 100%, là không hiệu quả bên em sẽ hoàn tiền cho các chị em mình. Làm gì có đơn vị bán nở ngực nào mà không hiệu quả hoàn tiền, chỉ có bên em cam kết như vậy, cam kết được như vậy bởi vì tự tin về sản phẩm, và sản phẩm 100% đạt hiệu quả thì mới tự tin và cam kết. Nên các chị em mình yên tâm, Lê Ngọc Ánh đặt 10 hộp, Nguyễn Bắc 10 hộp, Đinh Tươi 10 hộp, Lưu Thắm 10 hộp, Mộc Trà 10 hộp, Thắm Nguyễn 10 hộp, Bảo Trang 10 hộp, Trâm Nguyễn 10 hộp, các chị em mình đặt 10 hộp là để lại số điện thoại cho em đều nhận được rồi nhá. 10 hộp là sẽ được tặng luôn kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng, miễn phí ship trên livestream ngày hôm nay. Những chị em nào mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại, để được giá sỉ và để được tặng quà luôn. Bởi vì đây là cái khuyến mại từ trước đến nay chưa bao giờ có. Và cái sản phẩm này nó quá uy tín đi, cái sản phẩm này nó quá là hiệu quả đi. Bởi vì nó hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Mà tăng này tăng từ cái mô ngực của chúng ta, tái tạo và tăng săn từ mô ngực. Cho nên khi chúng ta ngưng sử dụng nó không bị bé lại. Bị u nhân dùng được không em? Chị ơi, bị u nhân do lành tính, chị dùng vô tư thoải mái cho em, bởi vì nó có cao trinh nữ. Cao trinh nữ nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, giúp cho khối u không phát triển và làm thu nhỏ lại cái khối u của chúng ta, mà tăng cái mô ngực chúng ta gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Ngoài ra nó sẽ cân xứng hai bên vòng 1 và hồng cái đầu ti của chị em chúng ta nữa. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một liệu trình là hai hộp cho những ai mà chưa sinh con dưới độ tuổi 25, là chỉ cần dùng hai hộp thôi, không cần dùng nhiều. Hai hộp là chưa sinh con dưới độ tuổi 25. Còn ai muốn tăng rất là nhiều, tăng 10 15 cm thì bắt buộc cứ dùng 5-10 hộp đi các chị em mình ạ. Còn dùng đúng liệu trình em tư vấn thì tăng từ 3 đến 5 cm là bên em cam kết. Đó, còn những ai mà chúng ta đã sinh con mà dưới 35 tuổi thì chúng ta phải bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35, 45, 55, 65 tuổi, dùng liệu trình cho em 10 hộp 1.8 triệu giảm còn 780.000 tặng kem đánh răng. Nó tăng size nhanh là bởi vì nó có thành phần châm tố nữ, nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, và nó còn giảm cái vòng eo của chúng ta bởi vì có mầm lúa mạch. Mà mầm lúa mạch các chị em mình biết nó sẽ làm tiêu mỡ, làm nhỏ cái vùng eo chúng ta lại, và nó tăng size vòng 1 là nhờ sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành. Nó săn chắc, căng tròn, nâng mô và cơ, tái tạo từ mô và cơ sâu từ trong cái mô ngực của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tăng size rất là bền vững, và khi không dùng nữa không bao giờ bị bé lại, đấy là cam kết. Các chị em mình mua hàng cứ comment số hộp kèm số điện thoại cho bên em để được khuyến mại, để được miễn ship và để được tặng quà. 10 hộp là được tặng kem đánh răng. Cho chị đặt 10 hộp chị ơi. Chị cứ để lại số điện thoại đi, em nhận được rất là nhiều đơn bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Em thấy rất là nhiều chị em để lại số điện thoại rồi nhưng em đọc không có kịp. Em xin phép là em không đọc đơn. Cho nên các chị em mình cứ để lại số điện thoại đi, em sẽ chuyên sâu về tư vấn. 35 tuổi dùng mấy hộp em? Dạ 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000 cho em nhé. Tăng từ 3 đến 5 cm, và 10 hộp chị sẽ tặng kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần nữa trị giá 300.000 đồng. Đó. Còn 26 tuổi dùng liệu trình là 26 tuổi mà đã sinh con dùng liệu trình 5 hộp 430.000 nhá. Chị 43 tuổi dùng được không em? 43 tuổi dùng được chứ chị? 43 tuổi chị đã lão hóa vòng 1 rồi, chảy xệ nhão nhẹt rồi, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp đi. 10 hộp là 780.000 được tặng em đánh răng, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Ngoài tăng size nó còn giúp căng tròn, săn chắc hai bên, cân xứng hai bên đồng đều nữa và hồng đầu ti. Nó như một con gọi đang 43 tuổi tự nhiên quay về thời con gái luôn, em đảm bảo với chị dùng xong 10 hộp, chị quay lại chị cảm ơn em rối rít luôn, bởi vì nó đã tăng size từ 3 đến 5 cm là giúp chị căng tròn săn chắc rồi. Đó, còn những chị em nào mà chúng ta đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì chúng ta chỉ cần dùng liệu trình cho em là 5 hộp thôi. 5 hộp 430.000 chị nhá. Đó, những ai mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại. Em ơi, chị dùng 6 hộp đã tăng được 4 cm rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Chị Thu Nguyễn này, dùng được 2 hộp tăng 1.5 cm, cảm ơn chị nhá. Những chị em nào chúng ta mua hàng chúng ta đều yên tâm là khách hàng đã dùng bên em là tăng size cực kỳ là nhanh, tăng size cực kỳ hiệu quả luôn. Nó tăng săn chắc này, nó tăng như nó săn chắc, cảm giác người mình sexy lên rất là nhiều, và da còn đẹp này, hết đau bụng kinh này, hết rụng tóc này, ngủ ngon hơn này, đó, da mướt hơn, căng hơn. Nên chúng ta cứ yên tâm, rối loạn kinh nguyệt dùng đủ liệu trình là kinh nguyệt đều trở lại luôn. Nó khỏe buồng trứng, nó làm chị em mình tăng cái nội tiết tố lên, nó làm chị em mình đẫy đà cái vòng 1 và eo thon, nhờ có mầm lúa mạch nó sẽ tiêu cái vùng bụng mỡ ở bụng đi. Đó, em ơi 34 tuổi đã sinh hai đứa con dùng mấy hộp? Dạ chị ơi, 34 tuổi chị sinh hai đứa con và một chị mà lép nhiều, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp nhá. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng 300.000 chị nhá. Còn 24 tuổi chưa sinh con dùng hai hộp thôi em ơi. 24 tuổi chưa sinh con chỉ cần dùng 2 hộp 250.000 thôi. 36 tuổi đã sinh con dùng 10 hộp nha. 10 hộp 780.000 chị nhá. Các chị em mình cứ comment em sẽ tư vấn chuyên sâu. Còn đặt hàng là để được khuyến mại là để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream này. Em sẽ khuyến mại và tặng quà cho các chị em mình. Đó, chị ăn được 6 hộp tăng 4 cm rưỡi.
Bây giờ chị muốn ăn 5 hộp nữa. Chị ơi, chị muốn đặt 5 hộp nữa, chị để lại cho em số điện thoại trên cái livestream này đi. Ngày hôm nay 5 hộp 900.000 giảm còn 430.000 chị nhá. Cảm ơn em, ăn ngon lắm, da đẹp nữa, ông xã chị khen hoài. Em cảm ơn chị Võ Thị Thắm rất là nhiều. Đó, rất là nhiều ông xã không tin vào, cứ nghĩ là mình đi bơm ngực hay đi nâng ngực hay đi tiêm ngực hay gì đấy vân vân. Nhưng mà quan trọng ăn sản phẩm này nó tăng thật các chị em mình ạ. Nó tăng đến mức bên em còn cam kết không tăng hoàn tiền. Nó tăng thật từ mô và cơ tái tạo từ bên trong. Nó tăng từ những cái vùng mô cơ sâu trong cái vòm ngực của chúng ta. Nên khi chúng ta ngưng lại nó không bị bé lại. Đấy là cam kết 100%. Không phải đúng như lời bên em cam kết hoàn tiền 100% luôn cho khách hàng. Em đặt 10 hộp chị ơi, đặt cứ để lại cho em số điện thoại đi chị. Em xin phép là em không đọc hết đơn của các chị được, bởi vì các chị em livestream ba máy các chị thả nhiều đơn lắm. Khuyến mại ngày hôm nay là khuyến mại tưng bừng, từ trước đến giờ 3 năm mới có một lần. Nên là em thấy các chị đặt rất là nhiều luôn, em đọc không hết được đâu. Cho nên các chị lại cứ nghĩ là em sót đơn, nhưng yên tâm, đã có số điện thoại bên em sẽ cho nhân viên gọi điện thoại chốt đơn. Không sót đơn các chị em mình cứ yên tâm tuyệt đối nhé. Mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại. Ngày hôm nay khuyến mại tặng kem đánh răng này, đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng trị giá 300.000 đồng. Sản phẩm chính hãng của công ty, check mã vạch 180.000, có tem bảo hành của Bộ Công an, có tem niêm phong chống hàng giả của Bộ Công an. Và đây là em ngồi đây với tư cách là giám đốc của thương hiệu. Em tư vấn, em chốt hàng cho các chị em mình cứ yên tâm. Hàng thật 100% và quan trọng hiệu quả, không hiệu quả hoàn tiền luôn. Nhận hàng có thẻ bảo hành, cam kết số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người bán hàng trên đây. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một sản phẩm an toàn là người livestream có thể đứng đây cam kết và có thể ăn được trên livestream. Đó, đây, rất là ngon các chị em mình cứ yên tâm nhá. Đó, mua hàng phải làm sao em? Chị ơi, mua hàng chị comment số hộp kèm số điện thoại. Các chị em mình comment số hộp kèm số điện thoại xem mình dùng liệu trình nào. Nếu như mình dưới 25 tuổi chưa sinh con, mình chỉ cần dùng 2 hộp thôi là 250.000. Còn nếu như mình đã sinh con dưới 35 tuổi thì mình dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn chị độ tuổi 35 tuổi, 35, 45, 55, 65 tuổi dùng liệu trình 10 hộp là 780.000. Tặng được một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Nhưng phải comment số hộp kèm số điện thoại. Nam Khánh đặt 10 hộp nhận rồi em ơi, em đặt hoài à? Em đặt nhiều lần lắm, em chỉ cần đặt một lần thôi là bên chị đã đọc được đơn, nên chị đã nhận được đơn và nhân viên chị sẽ gọi điện thoại chốt đơn cho em. Bên em số điện thoại ghi ở màn hình các chị em mình nhá. Nên cứ yên tâm tuyệt đối là mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại, hàng chính hãng chứ em. Chị là giám đốc thương hiệu, chị ngồi đây chị tư vấn mà sao lại không chính hãng? Cứ yên tâm tuyệt đối, không phải lo nhá. Cam kết mua hàng nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Có thẻ bảo hành, có thẻ cam kết, đúng hàng chính hãng, có mã vạch nhận hàng thì lúc chúng ta mới thanh toán. Cứ yên tâm nhá, cam kết bảo hành luôn cho các chị em mình. Chỉ cần để lại số hộp kèm số điện thoại, với bình thường không có chương trình khuyến mại này đâu ạ. Chỉ trên livestream này mới có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Chúng ta cứ yên tâm, để lại số hộp kèm số điện thoại để được mua khuyến mại. Một hộp 180.000, hai hộp 250.000, 5 hộp giá sỉ 430.000 và 10 hộp ngày hôm nay có giá sỉ 780.000, được tặng luôn một kem đánh răng đặc trị hôi miệng trị giá 300.000 đồng. Kem đánh răng này ngậm được, nuốt được, hòa được vào nước để làm nước súc miệng, giúp trắng răng gấp 3 lần, đánh thay kem đánh răng bình thường luôn các chị em mình sáng và tối nhá. Ngậm được, nuốt được, trẻ em đánh được, người bầu, bầu bì đánh được. Chị ăn 5 hộp tăng 3cm rồi em ơi. Em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều ạ. Sản phẩm gì thế em? Dạ chị ơi, đây là kẹo mầm lúa mạch gôn của Thảo Mộc 37, hay còn gọi là kẹo nở ngực. Những chị em nào chúng ta đang bị vòng một bị lép, bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng hay đầu ti bị thâm đen thì cam kết dùng đủ liệu trình kẹo mầm của bên em sẽ tăng từ 3-5cm. Ngoài ra đầu ti sẽ hồng hơn, hai bên vòng một sẽ cân xứng hơn. Và những chị em nào chúng ta xem livestream ngày hôm nay đều được khuyến mại vô cùng ưu đãi và được tặng quà luôn. Chị em nào chúng ta chưa sinh con dưới độ tuổi 25 thì chỉ cần dùng liệu trình là 2 hộp thôi. Còn những chị em nào đã sinh con mà từ độ tuổi 35 đổ về là chúng ta phải dùng liệu trình 5 hộp. Thì ngày hôm nay 5 hộp sẽ có giá sỉ. Còn chị em cô nào có độ tuổi là 35, 45, 55 thì bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp. Thì bình thường chúng ta phải mua 10 hộp là 1.800.000. Thì ngày hôm nay chỉ còn có 780.000 và được tặng một sản phẩm, đấy là kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng và chữa chảy máu chân răng, e-bút răng. Chị em ơi, chị 35 tuổi dùng mấy hộp rồi chị Thảo Phạm ơi? Chị 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp 780.000 nha. 10 hộp bình thường là 1.800.000. Trước chị mua không khuyến mại, hôm nay giá như thế nào em? Tại chị Phan Thị Bích Hà ơi, ngày hôm nay một hộp là 180.000, hai hộp chỉ còn 250.000, năm hộp giá sỉ là 430.000 và 10 hộp là giá 780.000 miễn phí ship chị nhá. Những chị em nào xem livestream của em đều được khuyến mại. Đây là dòng sản phẩm tăng vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường nhờ có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Mà theo khoa học đã nghiên cứu rồi, sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch thì sẽ cho ta một cái hoạt chất mà khi ăn vào nó sẽ tăng size vòng 1 gấp 20 lần. Và ngoài ra nó còn giúp nâng mô và cơ tái tạo săn chắc từ mô ngực của chúng ta, săn chắc đánh mạnh vào vòng 1 và tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường.
Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép được lên TV truyền hình rất là nhiều lần như là kênh VTV1, VTC14, VTV6 vân vân. Những chị em nào chúng ta xem livestream vòng 1 chúng ta đang bị lép, lép lâu năm, lép bẩm sinh hay là lép sau sinh đều có thể sử dụng được một liệu trình như thế này, chúng ta sẽ tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Giá thế nào em, trước chị mua sản phẩm này rồi dùng hiệu quả lắm. Em cảm ơn chị Minh Thành rất là nhiều. Giá ngày hôm nay khuyến mại chị nha. À, chị ăn 5 hộp tăng 3 cm ăn nữa được không em? Dạ chị Mộc Miên ơi, ăn 5 hộp tăng 3 cm thì chị có thể ăn thêm 5 hộp nữa để tăng nữa. Còn chị muốn tăng 3 cm thôi thì chị sẽ không phải dùng nữa nhá. Những chị em nào chúng ta cảm thấy tăng như thế là đủ rồi thì chúng ta sẽ ngưng lại, cam kết ngưng lại, không bị nhão, không bị sệ trở lại, bởi vì đây là dòng sản phẩm tái tạo từ mô và cơ, săn chắc trong mô cơ ngực của chúng ta. Cho nên là nó sẽ không bao giờ bị bé lại khi chúng ta ngưng sử dụng, đây là lời cam kết. Và chúng ta dùng đủ liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm và không tăng size, bên em sẽ hoàn tiền 100%. Kể cả những chị em nào vòng 1 bị lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép teo tóc không có gì, vẫn có thể tăng từ 3 đến 5 cm được. Tùy vào những chị em nào muốn tăng nhiều hay tăng ít mà chúng ta dùng một liệu trình hay là hai liệu trình. Nhưng mà so với độ tuổi thì nếu mà 25 tuổi mà chưa sinh con, 25 tuổi đổ về thì chỉ cần dùng hai hộp thôi. Bởi vì là chúng ta biết sản phẩm này nó sẽ tăng từ 20 lần rồi cho nên nó tăng nhanh. Thì chúng ta chỉ dùng trước hai hộp là 250.000 để xem chúng ta tăng bao nhiêu cm. 3 đến 5 cm là cam kết của công ty, nhưng có người người ta tăng 4 đến 5 đến 6 cm. Còn nếu ai đã sinh con rồi mà từ 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000 miễn phí ship. Những cô nào, chị nào độ tuổi 35, 45, 55 tuổi thì bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp. Thì bình thường 10 hộp là 700 à 10 hộp là 1.8 triệu cơ. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn có 780.000, đồng thời ngày hôm nay nhá, duy nhất ở livestream này của em, các chị em mua 10 hộp kẹo mầm sẽ được tặng một cái kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng này, ê bút răng này, nhiệt miệng này, và quan trọng đánh trắng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Chúng ta sẽ đánh thay kem đánh răng bình thường luôn, đánh buổi sáng và buổi tối. Cái sản phẩm này trẻ em có thể ngậm được để chữa viêm họng, bà bầu, trẻ nhỏ đều sử dụng, nó rất là ngọt, nó được lên men 24 giờ đồng hồ bằng 16 loại thảo dược, canxi này, vitamin, các vitamin này, mật ong, mật mía, cam thảo, ô long vĩ, đinh hương vân vân, và nó có giá là 300.000 đồng nhá. Những chị em ngày hôm nay mua 10 kẹo mầm sẽ được tặng một hộp kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Cho em đặt 5 hộp với em để lại cho chị số điện thoại nha. Những chị em nào đặt hàng phải để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream ngày hôm nay để được mua giá sỉ và để được khuyến mại luôn. Chị ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm ăn nữa được không? Thảo Trần ơi, em ăn 2 hộp tăng 1 cm có nghĩa là nhanh rồi. Bây giờ em muốn ăn nữa thì em có thể là mua 2 hộp hoặc là mua 5 hộp nữa. Thì nếu như đã có con mà dưới 35 tuổi chúng ta sẽ dùng 5 hộp nhé. 5 hộp là giá sỉ là 430.000, bình thường giá là 900. Đó, còn những chị em nào, cô nào độ tuổi tiền mãn kinh này, 35, 45, 55 hay thậm chí là 65 tuổi ở độ tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta dùng cho em là liệu trình là 10 hộp. 10 hộp 1.8 triệu giảm còn 780.000 được tặng kem đánh răng. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV, lên truyền hình, được xuất khẩu sang nhiều nước rồi và giá niêm yết ở mã vạch của Bộ Y tế là 180.000 một hộp. Những chị em nào đặt hàng trên livestream ngày hôm nay để lại cho em số hộp kèm số điện thoại. Em sẽ không đọc hết đơn đâu bởi vì em đang livestream trên 3 máy. Những chị em chúng ta đã xem livestream chúng ta được mua khuyến mại cứ để lại số điện thoại, vì đây là livestream khuyến mại duy nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Đây là dòng sản phẩm giúp tăng size vòng 1 từ mô và cơ, tăng hoàn toàn theo cơ chế tự nhiên từ mô và cơ ngực của chúng ta và tăng size gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Nó tăng là tăng từ xâm tố nữ và mầm đậu nành kết hợp với nhau, và quan trọng đây là dòng sản phẩm độc quyền duy nhất trên thị trường có thành phần xâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và khi tăng rồi thì khi mà chúng ta dừng lại chúng ta sẽ không bị bé lại, đây là cam kết của bên em. Nhận hàng sẽ có thẻ bảo hành cam kết như thế này, đây là thẻ cam kết bảo hành tăng size, nó có số điện thoại, địa chỉ và họ tên người bán hàng đàng hoàng luôn. Nên những chị em chúng ta mua hàng chúng ta mở ra kiểm tra, chúng ta có thẻ bảo hành thì chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán. Mà check là sẽ có mã vạch, check ra là 180.000 một hộp. Ăn rất là ngon, một ngày chúng ta ăn 2 lần, buổi sáng 4 viên trước khi ăn sáng, buổi tối 4 viên trước khi đi ngủ, ăn xong uống kèm cho em một ly nước, càng ấm thì việc hấp thụ vào cơ thể càng tốt các chị em mình nhá. Và đây là dòng sản phẩm được lên TV, lên truyền hình rất là nhiều lần luôn và được công nhận là tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Em 36 tuổi dùng mấy hộp chị? Dạ chị ơi, 36 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 10 hộp nhá. 10 hộp 1.8 triệu giảm còn 780.000 và tặng một kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần và trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, ê út răng, trị giá 300.000 đồng, cũng của Thảo Mộc 37, được bán tại hiệu thuốc, tại bệnh viện rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay ai mua 10 hộp kẹo mầm như thế này giá 780.000 được tặng một kem đánh răng này, này là trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Em dùng 10 hộp tăng 4 cm rồi, dùng được nữa không? Dạ chị Phan Thị Bích Hà ơi, chị dùng 10 hộp đã tăng 4 cm rồi, chị muốn tăng nữa chị dùng
cùng cho em liệu trình nữa nhé. Bình thường 10 hộp là 1,8 triệu, nhưng ngày hôm nay 10 hộp chỉ có 780.000 và miễn phí ship. Chị bị u ăn được không em? Dạ chị ơi, bị u, bị nhân, bị sơ lành tính, dùng tất cả các sản phẩm tăng vòng 1 trên thị trường không được. Nhưng đối với sản phẩm bên em có thành phần là cao trinh nữ. Cao trinh nữ này theo khoa học đã nghiên cứu, các chị em mình có thể lên Google để tìm. Cao trinh nữ này nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, kiềm sự phát triển của khối u của chúng ta, nên chúng ta sử dụng hoàn toàn được luôn các chị em mình nhé. Ngoài ra trong sản phẩm này có thành phần là collagen từ tảo biển, khi sử dụng nó sẽ đẹp da, trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông và mờ nám sạm tàn nhang luôn. Đây là cam kết của bên em, không tăng size bên em sẽ hoàn tiền, không đẹp da cũng được hoàn tiền luôn. Và có thành phần là collagen thì nó sẽ đẹp da, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông. Còn những cái thành phần như cao trinh nữ, cao hồng sâm ở trong sản phẩm này, nó sẽ làm cho tóc mượt này, tóc đỡ gãy rụng này, ngủ ngon hơn này, ngủ sâu giấc hơn này, và tóc mượt cũng như là da đẹp hơn. Những chị em nào mà chúng ta đang kỳ kinh nguyệt hay đau bụng này, hay đau lưng, thì khi sử dụng đúng liệu trình kẹo mầm lúa mạch cho bên em, cam kết hết đau bụng kinh, hết đau lưng luôn, và kinh nguyệt sẽ điều hòa rất là đều, da rẻ chúng ta sẽ rất là đẹp. Và một hộp là 180.000, hai hộp là ngày hôm nay có giá 250.000, năm hộp giá chỉ là 430.000 và 10 hộp giá là 780.000. Những chị em nào chúng ta mua hàng phải comment cho em số hộp kèm số điện thoại, bởi vì đây là livestream duy nhất khuyến mại lớn vừa áp dụng giá chỉ vừa được tặng quà, nên là chúng ta phải để lại số điện thoại trên cái livestream này của em. Và sản phẩm này đã được lên TV rất là nhiều lần rồi nhá, em nhìn thấy trên TV nhiều lần rồi, cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Hoàng Loan đặt 10 hộp em nhận số điện thoại, chị Uyên Lê 10 hộp rồi, chị Thắm Võ 10 hộp rồi, chị Vũ Linh Hương 10 hộp rồi, chị Lily Nguyễn 10 hộp rồi, chị Đào Huyền Trang 10 hộp rồi, chị Lưu Tươi 10 hộp để tặng kem đánh răng. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị em nào cũng đặt 10 hộp hết, bởi vì chúng ta ngày hôm nay được tặng kem đánh răng này, được giảm từ 1,8 triệu xuống còn 780.000 này, tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng gấp trắng răng gấp 3 lần trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship luôn. Một hộp là 180.000 em ơi. Nhưng mà một hộp chị không bán nhá, bởi vì một hộp nó chưa đủ liệu trình. Cam kết với chị em nào dùng đủ liệu trình không tăng size mới hoàn tiền, còn dùng không đủ liệu trình không được cam kết, bởi vì một hộp nó đâu có tăng size đâu. Phải dùng ít nhất 2 hộp, và những người dùng 2 hộp đấy là những người mà chưa sinh con dưới 25 tuổi. Thì chúng ta chỉ cần dùng 2 hộp là cam kết tăng từ 3 đến 5 cm. Còn đã sinh con rồi dưới độ tuổi 35 bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp giá sỉ 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn dùng được liệu trình là 10 hộp. 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng các chị em mình nhá. Chị ơi em 42 tuổi, chị ơi chị 42 tuổi dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000. Cam kết tăng từ 3 đến 5 cm, và quan trọng tăng từ mô và cơ, săn chắc, và khi chị dừng lại nó không bị bé, không bị thu nhỏ lại chị nhá. Đây là cam kết của công ty. Những chị em nào mà chúng ta đang bị vòng 1 là lép lâu năm, lép bẩm sinh, lép không có gì sau khi cai sữa con, chảy xệ, nhão nhuẹt, dùng đủ liệu trình cho bên em, cam kết tăng từ 3 đến 5 cm, không tăng sẽ được hoàn tiền, có thể bảo hành cam kết, có số điện thoại địa chỉ rất là rõ ràng. Nên các chị em mình cứ yên tâm. Em đặt 5 hộp thấy không thấy chị đọc đơn, dạ chị ơi, em đang live stream trên 3 máy cho nên em đọc không kịp, em xin phép ngày hôm nay em sẽ chuyên sâu về tư vấn. Còn các chị em mình đặt hàng để được khuyến mại cứ để lại số hộp kèm số điện thoại trên live stream này của em, là chúng ta sẽ được mua giá sỉ, và mua 10 hộp sẽ được tặng kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng các chị em mình nhé. Em ơi 26 tuổi dùng mấy hộp chị đã sinh con? Chị ơi 26 tuổi chị đã sinh con, chị dùng cho em liệu trình 5 hộp nhá. 5 hộp là 900.000, giảm còn 430.000, với điều kiện là chị phải để lại số điện thoại trên livestream này của em, là chị sẽ được mua giá sỉ là 5 hộp còn 430.000. Chị ơi em dùng 5 hộp tăng 3 cm dùng được nữa không? Dạ chị Trầm Nguyễn ơi, 5 hộp tăng 3 cm chị có thể dùng nữa nếu chị muốn tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì chị có thể dừng lại, nó sẽ không bị bé lại rồi chị nhá. Đó, chị Diện Ngô đặt 5 hộp em nhận số điện thoại rồi. Hiền Nguyễn Thị đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. Mộc Trần đặt 10 hộp nhận số điện thoại rồi. 10 hộp tặng gì em? Dạ 10 hộp ngày hôm nay sẽ được tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng này, chữa chảy máu chân răng, ê bút răng này, nhiệt miệng này, và giúp trắng răng gấp 3 lần. Đây các chị có thể thấy, đây là kem đánh răng YX3, trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường. Những chị em nào có chồng hoặc là chúng ta bị uống rượu, uống bia, hút thuốc lâu ngày mà răng bị ố, bị xỉ, bị vàng, thì hoặc là uống trà, uống cà phê, thì chúng ta dùng kem đánh răng là cho em từ 7 đến 10 ngày, cam kết răng trắng bật tông gấp 3 lần và vẫn giữ được men răng chắc khỏe các chị em mình nhá. Đó, và một tuyếp như thế này là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay những chị em nào mua 10 hộp kẹo mầm lúa mạch thế này trị giá là 780.000, chúng ta sẽ được tặng một kem đánh răng trị giá là 300.000 đồng. Có thể ngậm được chữa viêm họng này, chữa chảy máu chân răng này, ngậm được để trẻ em có thể là chữa được viêm họng đây nhá. Các chị em mình nhìn thấy em ngậm này. Đó. Khi mà em nói nhiều em bị viêm họng thì em có thể ngậm vào cho nó thanh dịu cái họng luôn ngay tức thì lúc đấy. Và chúng ta cũng thể pha một ít như thế này vào cái nước ấm để chúng ta làm cái nước súc miệng. Nó rất là cảm thấy rất là sạch miệng và rất là thơm tho. À. Và những chị em nào mà chúng ta
những chị em nào hoặc là anh em nào mà chúng ta bị uống trà, uống cà phê, hút thuốc lâu năm mà răng bị ố, bị xỉn do chúng ta không đánh được kem đánh răng thông thường cho nó sạch ấy, thì dùng kem đánh răng này em đảm bảo từ 7 đến 10 ngày trắng răng gấp 3 lần luôn. Đây là dòng kem đánh răng được bán công khai tại các bệnh viện và tại các nhà thuốc, một tuýp là 300.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay bên em sẽ tặng khi chúng ta mua 10 hộp kẹo mầm như thế này, những chị nào, cô nào 35, 45, 55 tuổi, thậm chí 65 tuổi vẫn có thể sử dụng được. Một liệu trình kẹo mầm là 10 hộp 780.000 được tặng kem đánh răng. Những độ tuổi cao chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp nhá. Còn những chị nào mà đã sinh con nhưng mà dưới 35 tuổi thì chỉ cần dùng 5 hộp là 430.000 thôi là nó đã tăng từ 3 đến 5cm rồi. Và nó tăng, nó săn chắc, nó căng tròn đầy hai bên. Và vòng 1 của chúng ta nó căng tròn, nó săn chắc, cũng như là đầu ti chúng ta hồng hơn và cân xứng hai bên, tăng từ 3 đến 5cm. Ban đầu dùng nó sẽ căng, nó sẽ tái tạo mô cơ cho nên nó sẽ căng nhức vòng 1. Sau đấy chúng ta cảm nhận căng nhức vòng 1 xong chúng ta ăn tiếp, nó sẽ tăng size vòng 1 từ 3 đến 5cm rất là nhanh. Đó, những chị em nào mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại, bởi vì em sẽ không đọc được hết đơn đâu. Bởi vì là trên cái livestream của em ý, em livestream trên 3 máy, ngày hôm nay em không đọc hết đơn được. Các chị em cứ nghĩ là mình bị sót đơn nhưng yên tâm, nhân viên bên em sẽ lọc đơn, sẽ gọi điện thoại chốt đơn. Và số điện thoại em chốt đơn là số em ghi ở màn hình. Các chị em mình cứ yên tâm thấy đúng số ghi màn hình gọi điện thoại thì chúng ta sẽ cho địa chỉ, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Và khi nhận hàng sẽ có thể bảo hành cam kết như thế này, có số điện thoại, địa chỉ cũng như là họ tên người bán hàng, cam kết các chị em mình không tăng size, được hoàn tiền 100%. Quan trọng sản phẩm này đã được lên TV và công nhận rằng nó tăng size bằng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, tức là một hộp kẹo như thế này bằng 20 hộp mầm đậu nành thông thường. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian sử dụng, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc, cho nên các chị em mình cứ yên tâm, ngày hôm nay khuyến mại lại vô cùng ưu đãi, để lại số hộp kèm số điện thoại để chúng ta sẽ được lên đơn thành công. Và khuyến mại này chỉ dành cho những chị em nào mua hàng trên livestream của em, để lại số điện thoại trên livestream của em, bởi vì đây là khuyến mại duy nhất rồi. Một hộp bao nhiêu em? Dạ chị ơi, một hộp là 180.000, check mã vạch niêm yết một hộp 180.000. Nhưng ngày hôm nay chỉ để lại số điện thoại trên livestream này, chị mua 2 hộp chỉ còn có 250.000. Còn nếu như chị mua 5 hộp giá sỉ còn có 430.000, còn 10 hộp là giá sỉ 780.000 và miễn phí ship. Các chị em mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em nhắc lại liệu trình này. Những chị em nào mà chưa sinh con dưới 25 tuổi chúng ta chỉ cần dùng liệu trình 2 hộp thôi là 250.000. Còn những chị em nào đã sinh con mà độ tuổi 35 tuổi đổ về thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Bình thường 5 hộp giá công ty là 900, ngày hôm nay trên livestream của em chỉ còn có 430.000 và miễn phí ship. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35 trở lên, 35, 45, 55 tuổi trở lên thì chúng ta bắt buộc phải dùng liệu trình là 10 hộp, 1.8 triệu giảm còn 780.000 và tặng kem đánh răng đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và chữa ê bút răng, cũng như là giúp trắng răng gấp 3 lần so với kem đánh răng bình thường, trị giá của nó là 300.000 đồng. Nhưng duy nhất ở livestream của em thì mới được tặng quà, nên các chị em mình mua hàng cứ comment số điện thoại ở trên cái livestream này của em, chứ gọi điện thoại hay nhắn tin đến là không có chương trình khuyến mại, em nhắc trước nha, không có chương trình khuyến mại khi nhắn tin hay là gọi điện thoại, nên là chúng ta cứ yên tâm để lại số điện thoại ở cái livestream của em. Chị ăn 5 hộp tăng 3cm, ăn nữa được không em? Ăn nữa được chị nhá. Ăn nữa để tăng nữa, còn chị không muốn tăng nữa thì thôi. Em ơi, chị nhận kẹo mầm rồi, ăn ngon lắm. Sản phẩm này ăn rất là ngon. Một ngày chúng ta ăn 8 viên, sáng 4 viên trước khi ăn sáng, tối 4 viên trước khi đi ngủ, ăn xong uống kèm một ly nước ấm. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm màu nâu của sâm tố nữ và kết hợp với mầm đậu nành này. Màu nâu của sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành như thế này. Và các chị em mình nhìn thấy này. Bên trong cũng như bên ngoài nhá, đồng nhất một màu, không hề pha một cái nhân nào ở trong này như các sản phẩm trên thị trường. Nó bên trong đồng nhất như bên ngoài luôn. Và quan trọng, cam kết không có chất bảo quản, không có chất tạo màu, không có chất tạo mùi. Cam kết bảo hành cho các chị em mình, đây hoàn toàn là mầm nguyên sơ kết hợp với mầm lúa mạch và sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Ăn rất là thơm, là ngon như sô-cô-la luôn. Mầm đậu nành là nó là sản phẩm sấy dẻo, sấy dai các chị em mình nhá. Không phải sấy giòn đâu, sấy giòn nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000, năm hộp giá sỉ 430.000 và 10 hộp là 780.000. Duy nhất trên livestream này mua 10 hộp được tặng kem đánh răng 300.000 các chị em mình nhá. Đó. Kem đánh răng nuốt được luôn, nên là trẻ nhỏ hoàn toàn đánh được, người lớn, người già, mẹ mang thai đều đánh được, mẹ cho con bú đánh được vô tư luôn. Nó cực kỳ là thích, nó lên men đông y tự nhiên. Theo một cái công thức đông y lên men tự nhiên và độc quyền tại thị trường Việt Nam luôn. Bằng 16 loại thảo mộc thiên nhiên, các chị em mình cứ yên tâm, cái sản phẩm này cực kỳ thích, dùng phê cực kỳ luôn. Dùng không hiệu quả em hoàn tiền 300.000 cho các chị em mình luôn nhá. Đó, em nhận được các rồi 10 hộp, em nhận được số điện thoại rồi chị ơi. Chị Hồng Thắm 10 hộp, chị Đặng Bạch 10 hộp, chị Nguyễn Bính 10 hộp, chị Hồng Vũ 5 hộp 430.000 rồi. Chị Diện Ngô 10 hộp 780.000, tặng sữa rửa mặt, tặng kem đánh răng rồi. Ok. Ngày hôm nay tặng kem đánh răng nhá. Chỉ có duy nhất trên livestream này của em được tặng kem đánh răng trị giá 300.000 đồng. Những chị em nào mua hàng phải comment đúng trên livestream này và để lại số điện thoại đúng trên cái livestream này thì mình mới được khuyến mại. Tăng size vòng 1 gấp 20 lần và tăng từ mô và cơ.
Vâng, bị u nhân xơ ăn được không em? Chị ơi, bị u nhân xơ lành tính ăn thoải mái. Các dòng sản phẩm trên thị trường u nhân xơ lành tính không sử dụng được. Nhưng đối với sản phẩm bên em, u nhân xơ lành tính sử dụng được bởi vì nó có cao trinh nữ. Các chị em mình lên Google search cao trinh nữ là làm kiềm, làm thu nhỏ khối u nhân xơ lành tính của chúng ta. Nên là đã có rất nhiều chị em mình có bị u, dùng sử dụng bên em, sản phẩm bên em xong đi chụp lại em mất u luôn. Đấy là những cái trường hợp mà nó hấp thụ rất là nhanh. Đó, và còn không thì nó sẽ bé lại và nó không bao giờ phát triển nữa. Anh chị em mình cứ yên tâm, sản phẩm này có cao trinh nữ mà. Và sâm đầu nữ thì nó sẽ giúp tăng size khoảng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành. Bởi vì tăng size như thế cho nên nó nhanh. Nhanh cho nên nhiều người phản hồi lên là tăng nhanh vậy này có an toàn không. Nhưng mà thưa với các chị rằng an toàn tuyệt đối đến mức mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Yên tâm nhá, mẹ bầu, mẹ sau sinh cho con bú đều sử dụng được. Không có sản phẩm nào cam kết mà không tăng size hoàn tiền. Nhưng riêng sản phẩm bên em cam kết dùng không tăng size được hoàn tiền 100%. Nhận hàng có thể bảo hành cam kết VIP như thế này luôn. Một hộp 180.000 em ơi, hai hộp 250.000. À, chị không đọc đơn kịp em nhá, em cứ để lại số điện thoại cho chị đi. Không đọc đơn kịp đâu, em sẽ chuyên sâu về tư vấn thôi mà em còn không tư vấn hết các chị em mình đây này. Đó, da bị mụn ăn được không em? Dạ chị ơi, đây sản phẩm này có cao trinh nữ và cao hồng sâm, cũng như là có collagen từ tảo biển. Khi chị bị mụn bị nám, chị sử dụng cho em một liệu trình nó sẽ mờ nám sạm từ 60-80%, khô siêu quỷ mụn và hết mụn luôn, da trắng sáng mịn màng, tóc hết khô sơ, tóc hết rụng luôn các chị em mình, mượt tóc cực kỳ. Đó, bởi vì nó là sản phẩm cung cấp nội tiết tố nữ mà cung cấp được cái estrogen cho cơ thể, cho nên các chị em mình yên tâm, vừa da đẹp, vừa tóc mượt, vừa dáng rẻ là eo thon, vòng một thì căng tròn, hai bên cân xứng như này đó. Nên là các chị em mình cứ yên tâm, đây là cam kết của bên em. Và cái dòng sản phẩm bên em là cái dòng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV và được chứng nhận rằng nó tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Không mua hơi phí, bởi vì bình thường giá của nó không rẻ đâu. Bình thường một hộp là 1.800.000, nhưng ngày hôm nay những ai mua hai hộp còn có 250.000, năm hộp bình thường 900.000, ngày hôm nay chỉ còn có 430.000, còn 10 hộp bình thường là 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000, và 10 hộp thì hôm nay còn được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng nữa. Nhưng mà áp dụng với những người chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream ngày hôm nay thì mới được khuyến mại. Ai không để lại số điện thoại chúng ta sẽ không mua được chương trình khuyến mại đâu ạ. Và các chị em đã dùng sản phẩm kẹo mầm này là biết rồi, chưa bao giờ có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Em ơi, chị đặt 5 hộp với chị Phan từ Bích Hà, em nhận số điện thoại rồi. Chị Phạm Muội đặt 5 hộp nhận số điện thoại rồi. Chị Lưu Thanh Thủy 10 hộp rồi. Chị Dung Thủy 10 hộp rồi. Em nhận được số điện thoại rồi. Chị Ly Trần 10 hộp rồi. Chị Mộc Trà 10 hộp rồi. Chị Huyền Nguyễn 10 hộp rồi. Chị ơi, chị Đào Thu Hương ơi, 10 hộp là 780.000 được tặng kem đánh răng chị nhá. Chị lấy 10 hộp luôn để được tặng kem đánh răng, ok luôn. Tất cả chị em ngày hôm nay đặt 5 hộp em thấy toàn đổi thành đơn 10 hộp thôi, để được tặng cái kem đánh răng thần thánh này. Kem đánh răng đặt chị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng và ê bút răng này trị giá là 300.000 đồng. Những chị em nào đặt 10 hộp kẹo mầm ngày hôm nay 780.000 được tặng kem đánh răng này trị giá 300.000 đồng luôn và miễn phí ship nha. Rồi, em ơi, chị 26 tuổi dùng mấy hộp? Dạ chị ơi, 26 tuổi chị dùng cho em liệu trình là 5 hộp 430.000 nhá. Còn 25 tuổi đổ về chưa sinh con thì chị dùng cho em liệu trình 2 hộp 250.000. Các chị em mình đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì dùng 5 hộp giá sỉ là 430.000. Còn 35, 45, 55 tuổi bắt buộc phải dùng liệu trình 10 hộp 780.000. Cũng có những khách hàng 62 tuổi dùng vẫn tăng size như thường các chị em mình ạ. Bởi vì sản phẩm này nó đánh mạnh vòng 1 tăng gấp 20 lần mà. Nó tăng size như thường. Các chị em mình nhìn ngực em có nghĩ là em bơm ngực, thật ra không phải, nếu bơm em mất lộc kinh doanh luôn. Đây là ngực 100% thật của em các chị em mình ạ. Đó, để lại số điện thoại giúp em trên cái livestream này nha các chị em mình nhá. Chị ăn 2 hộp tăng 1 cm ăn nữa được không em? Chị Lê Thị Mỹ Hảo ơi, chị ăn 2 hộp tăng 1 cm, chị muốn tăng nữa chị ăn cho em liệu trình nữa. Mà tốt nhất chị ăn cho em liệu trình 5 hộp để được bà giá sỉ 430.000. Nếu như chị muốn tăng từ 3 đến 5 cm nữa, cam kết với khách hàng một liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm các chị em mình nhá, và không tăng size bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Đây là lời cam kết từ công ty nên chúng ta cứ yên tâm tuyệt đối mà sử dụng. Đặt 5 hộp 430.000 để lại số điện thoại đi em ơi, bởi vì kết thúc livestream không còn chương trình khuyến mại nữa đâu. Nên cứ đặt hàng để lại cho chị số hộp kèm số điện thoại trên livestream này nhá. Mộc Trà ơi, chị nhìn thấy số của em 5 hộp bây giờ em đổi thành 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng này. 10 hộp 780.000 tặng luôn kem đánh răng, ăn rất là thơm, rất là ngon. Một hộp như thế này chúng ta ăn được khoảng 1 tuần rưỡi nha. Đó, ăn giống như sô cô la, ăn cực kỳ ngon hơn cả sô cô la nữa các chị em mình ạ. Không đắng không hắc, nó rất là thơm, nó rất là ngọt thanh thanh, nó dễ ăn lắm, nó rất là dịu. Nói chung cực kỳ là dễ ăn luôn. Chị muốn mua 10 hộp được tặng gì em? Dạ chị ơi, 10 hộp chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này. 10 hộp bình thường 1.800.000, ngày hôm nay chỉ còn có 780.000. Và chị sẽ được tặng một kem đánh răng như thế này trị giá là 300.000 đồng miễn phí ship. Nhưng áp dụng với những chị em nào chúng ta để lại số điện thoại trên livestream này của em thì mới được khuyến mại, còn không để lại trên livestream không được khuyến mại nhá. Một tuyếp như này dùng được 1 tháng rưỡi. Và những ai mà chúng ta răng bị ố, bị xỉn đã uống trà, uống cà phê và hút thuốc thì đánh cái nành trắng gấp 3 lần và giữ được men răng, bởi vì trong đây có canxi. Canxi và than tre hoạt tính nó trắng răng gấp 3 lần luôn và còn ngậm được
được, nó an toàn lành tính đến mức có thể ngậm được, cho trẻ em nuốt được luôn. Đó, trẻ em đánh được, người già đánh được, người trẻ đánh được, cũng như là mẹ bầu mẹ sau sinh đánh được hết các chị em mình nhé. Bình thường chúng ta phải mua 300.000 một tuýp như thế này, nhưng ngày hôm nay mua kẹo mầm là sẽ được tặng một tuýp kem đánh răng, được giá sỉ và còn được tặng kem đánh răng nữa. Đây là cái live stream khuyến mại duy nhất trong 3 năm vừa qua, chưa bao giờ có. Đó, sản phẩm này giúp tăng size nhanh mạnh, đánh mạnh vào vòng 1, săn chắc từ mô và cơ, tăng gấp 20 lần so với mầm đậu đành thông thường. Các trẻ em mình cứ yên tâm mà sử dụng. Những ai bị lép lâu năm, lép bẩm sinh hay sau sinh bị chảy xệ, bị nhão, bị hai bên không cân xứng, cứ dùng đủ liệu trình như em tư vấn, đảm bảo hiệu quả 100%, và không hiệu quả bên em sẽ hoàn tiền cho các chị em mình. Làm gì có đơn vị bán nở ngực nào mà không hiệu quả hoàn tiền, chỉ có bên em cam kết như vậy, cam kết được như vậy bởi vì tự tin về sản phẩm, và sản phẩm 100% đạt hiệu quả thì mới tự tin và cam kết. Nên các chị em mình yên tâm. Lê Ngọc Ánh đặt 10 hộp, Nguyễn Bắc 10 hộp, Đinh Tươi 10 hộp, Lưu Thắm 10 hộp, Mộc Trà 10 hộp, Thắm Nguyễn 10 hộp, Bảo Trang 10 hộp, Trâm Nguyễn 10 hộp. Các chị em mình đặt 10 hộp là để lại số điện thoại cho em đều nhận được rồi nhá. 10 hộp là sẽ được tặng luôn kem đánh răng như thế này, trị giá 300.000 đồng, miễn phí ship trên live stream ngày hôm nay. Những chị em nào mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại, để được giá sỉ và để được tặng quà luôn. Bởi vì đây là cái khuyến mại từ trước đến nay chưa bao giờ có. Và cái sản phẩm này nó quá uy tín đi, cái sản phẩm này nó quá là hiệu quả đi. Bởi vì nó hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Mà tăng thì tăng từ cái mô ngực của chúng ta, tái tạo và tăng săn từ mô ngực. Cho nên khi chúng ta ngưng sử dụng nó không bị bé lại. Bị u nhân dùng được không em? Chị ơi, bị u nhân do lành tính, chị dùng vô tư thoải mái cho em, bởi vì nó có cao trinh nữ. Cao trinh nữ nó sẽ làm kiềm và làm thu nhỏ khối u, giúp cho khối u không phát triển và làm thu nhỏ lại cái khối u của chúng ta, mà tăng cái mô ngực chúng ta gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Ngoài ra nó sẽ cân xứng hai bên vòng 1 và hồng cái đầu ti của chị em chúng ta nữa. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một liệu trình là 2 hộp cho những ai mà chưa sinh con dưới độ tuổi 25, là chỉ cần dùng 2 hộp thôi, không cần dùng nhiều. 2 hộp là chưa sinh con dưới độ tuổi 25. Còn ai muốn tăng rất là nhiều, tăng 10-15cm thì bắt buộc cứ dùng 5-10 hộp đi các chị em mình ạ. Còn dùng đúng liệu trình em tư vấn thì tăng từ 3-5cm là bên em cam kết. Đó, còn những ai mà chúng ta đã sinh con mà dưới 35 tuổi thì chúng ta phải bắt buộc dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn những chị nào, cô nào độ tuổi 35-45-55-65 tuổi, dùng liệu trình cho em 10 hộp, 1.8 triệu, giảm còn 780.000 tặng kem đánh răng. Nó tăng size nhanh là bởi vì nó có thành phần châm tố nữ, nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và nó còn giảm cái vòng eo của chúng ta bởi vì có mầm lúa mạch. Mà mầm lúa mạch các chị em mình biết nó sẽ làm tiêu mỡ, làm nhỏ cái vùng eo chúng ta lại. Và nó tăng size vòng 1 là nhờ sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu đành. Nó săn chắc, căng tròn, nâng mô và cơ, tái tạo từ mô và cơ sâu từ trong cái mô ngực của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tăng size rất là bền vững. Và khi không dùng nữa không bao giờ bị bé lại, đấy là cam kết. Các chị em mình mua hàng cứ comment số hộp kèm số điện thoại cho bên em để được khuyến mại, để được miễn ship và để được tặng quà. 10 hộp là được tặng kem đánh răng. Cho chị đặt 10 hộp chị ơi. Chị cứ để lại số điện thoại đi, em nhận được rất là nhiều đơn. Bởi vì em đang livestream trên 3 máy, em thấy rất là nhiều chị em để lại số điện thoại rồi nhưng em đọc không có kịp. Em xin phép là em không đọc đơn. Cho nên các chị em mình cứ để lại số điện thoại đi, em sẽ chuyên sâu về tư vấn. 35 tuổi dùng mấy hộp em? Dạ 35 tuổi chị dùng cho em liệu trình 10 hộp 780.000 cho em nhé. Tăng từ 3-5cm và 10 hộp chị sẽ tặng kem đánh răng trắng răng gấp 3 lần nữa, trị giá 300.000 đồng. Đó. Còn 26 tuổi dùng liệu trình là 26 tuổi mà đã sinh con dùng liệu trình 5 hộp 430.000 nhá. À, chị 43 tuổi dùng được không em? 43 tuổi dùng được chứ chị? 43 tuổi chị đã lão hóa vòng 1 rồi, chảy xệ nhão nhẹt rồi, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp đi. 10 hộp là 780.000 được tặng em đánh răng, cam kết tăng từ 3-5cm. Ngoài tăng size nó còn giúp căng tròn, săn chắc hai bên, cân xứng hai bên đồng đều nữa và hồng đầu ti. Nó như một con gọi đang 43 tuổi tự nhiên quay về thời con gái luôn, em đảm bảo với chị. Dùng xong 10 hộp, chị quay lại chị cảm ơn em rối rít luôn, bởi vì nó đã tăng size từ 3-5cm là giúp chị căng tròn săn chắc rồi. Đó, còn những chị em nào mà chúng ta đã sinh con dưới độ tuổi 35 thì chúng ta chỉ cần dùng liệu trình cho em là 5 hộp thôi, 5 hộp 430.000 chị nhá. Đó, những ai mà chúng ta mua hàng chúng ta để lại số hộp kèm số điện thoại. Em ơi, chị dùng 6 hộp đã tăng được 4cm rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Chị Thu Nguyễn này, dùng được 2 hộp tăng 1.5cm, cảm ơn chị nhá. Những chị em nào chúng ta mua hàng chúng ta đều yên tâm là khách hàng đã dùng bên em là tăng size cực kỳ là nhanh, tăng size cực kỳ hiệu quả luôn. Nó tăng săn chắc này, nó tăng như nó săn chắc, cảm giác người mình sexy lên rất là nhiều. Và da còn đẹp này, hết đau bụng kinh này, hết rụng tóc này, ngủ ngon hơn này. Đó, da mướt hơn, căng hơn. Nên chúng ta cứ yên tâm, rối loạn kinh nguyệt dùng đủ liệu trình là kinh nguyệt đều trở lại luôn. Nó khỏe buồng trứng, nó làm chị em mình tăng cái nội tiết tố lên. Nó làm chị em mình đẩy đà cái vòng 1 và eo thon, nhờ có mầm lúa mạch nó sẽ tiêu cái vùng bụng mỡ ở bụng đi. Đó. À, em ơi, 34 tuổi đã sinh 2 đứa con dùng mấy hộp? Dạ chị ơi, 34 tuổi chị sinh 2 đứa
con và một chị mà lép nhiều, chị dùng cho em liệu trình 10 hộp nhá. 10 hộp là 780.000, được tặng kem đánh răng 300.000 chị nhá. Còn 24 tuổi chưa sinh con dùng 2 hộp thôi em ơi. 24 tuổi chưa sinh con chỉ cần dùng 2 hộp 250.000 thôi. 36 tuổi đã sinh con dùng 10 hộp nha. 10 hộp 780.000 chị nhá. Các chị em mình cứ comment em sẽ tư vấn chuyên sâu. Còn đặt hàng là để được khuyến mại là để lại số hộp kèm số điện thoại trên cái livestream này. Em sẽ khuyến mại và tặng quà cho các chị em mình. Đó, chị ăn được 6 hộp tăng 400.5 cm. Bây giờ chị muốn ăn 5 hộp nữa. Chị ơi, chị muốn đặt 5 hộp nữa, chị để lại cho em số điện thoại trên cái livestream này đi. Ngày hôm nay 5 hộp 900.000 giảm còn 430.000 chị nhá. Cảm ơn em, ăn ngon lắm, da đẹp nữa, ông xã chị khen hoài. Em cảm ơn chị Võ Thị Thắm rất là nhiều. Đó, rất là nhiều ông xã không tin vào, cứ nghĩ là mình đi bơm ngực hay đi nâng ngực hay đi tiêm ngực hay gì đấy vân vân. Nhưng mà quan trọng ăn sản phẩm này nó tăng thật các chị em mình ạ. Nó tăng đến mức bên em còn cam kết không tăng hoàn tiền. Nó tăng thật từ mô và cơ tái tạo từ bên trong. Nó tăng từ những cái vùng mô cơ sâu trong cái vòm ngực của chúng ta. Nên khi chúng ta ngưng lại nó không bị bé lại. Đấy là cam kết 100%. Không phải đúng như lời bên em cam kết hoàn tiền 100% luôn cho khách hàng. Em đặt 10 hộp chị ơi, đặt cứ để lại cho em số điện thoại đi chị. Em xin phép là em không đọc hết đơn của các chị được, bởi vì các chị em livestream ba máy các chị thả nhiều đơn lắm. Khuyến mại ngày hôm nay là khuyến mại tưng bừng, từ trước đến giờ 3 năm mới có một lần. Nên là em thấy các chị đặt rất là nhiều luôn, em đọc không hết được đâu. Cho nên các chị lại cứ nghĩ là em sót đơn, nhưng yên tâm, đã có số điện thoại bên em sẽ cho nhân viên gọi điện thoại chốt đơn. Không sót đơn các chị em mình cứ yên tâm tuyệt đối nhá. Mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại cho em để được khuyến mại. Ngày hôm nay khuyến mại tặng kem đánh răng này, đặc trị hôi miệng, chữa chảy máu chân răng, e-bút răng trị giá 300.000 đồng. Sản phẩm chính hãng của công ty, check mã vạch 180.000, có tem bảo hành của Bộ Công an, có tem niêm phong chống hàng giả của Bộ Công an. Và đây là em ngồi đây với tư cách là giám đốc của thương hiệu. Em tư vấn, em chốt hàng cho các chị em mình cứ yên tâm. Hàng thật 100% và quan trọng hiệu quả, không hiệu quả hoàn tiền luôn. Nhận hàng có thẻ bảo hành, cam kết số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người bán hàng trên đây. Nên là chúng ta cứ yên tâm, một sản phẩm an toàn là người livestream có thể đứng đây cam kết và có thể ăn được trên livestream. Đó, đây, rất là ngon các chị em mình cứ yên tâm nhá. Đó, mua hàng phải làm sao em? Chị ơi, mua hàng chị comment số hộp kèm số điện thoại. Các chị em mình comment số hộp kèm số điện thoại xem mình dùng liệu trình nào. Nếu như mình dưới 25 tuổi chưa sinh con, mình chỉ cần dùng 2 hộp thôi là 250.000. Còn nếu như mình đã sinh con dưới 35 tuổi thì mình dùng liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000. Còn chị độ tuổi 35 tuổi, 35, 45, 55, 65 tuổi dùng liệu trình 10 hộp là 780.000. Tặng được một kem đánh răng như thế này trị giá 300.000 đồng và miễn phí ship. Nhưng phải comment số hộp kèm số điện thoại. Nam Khánh đặt 10 hộp nhận rồi em ơi, em đặt hoài à? Em đặt nhiều lần lắm, em chỉ cần đặt một lần thôi là bên chị đã đọc được đơn, nên chị đã nhận được đơn và nhân viên chị sẽ gọi điện thoại chốt đơn cho em. Bên em số điện thoại ghi ở màn hình các chị em mình nhá. Nên cứ yên tâm tuyệt đối là mua hàng comment số hộp kèm số điện thoại, hàng chính hãng chứ em. Chị là giám đốc thương hiệu, chị ngồi đây chị tư vấn mà sao lại không chính hãng? Cứ yên tâm tuyệt đối, không phải lo nhá. Cam kết mua hàng nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, có thẻ bảo hành, có thẻ cam kết, đúng hàng chính hãng, có mã vạch nhận hàng thì chúng ta mới thanh toán. Cứ yên tâm nhá, cam kết bảo hành luôn cho các chị em mình. Chỉ cần để lại số hộp kèm số điện thoại, với bình thường không có chương trình khuyến mại này đâu ạ. Chỉ trên livestream này mới có chương trình khuyến mại lớn như thế này. Chúng ta cứ yên tâm, để lại số hộp kèm số điện thoại để được mua khuyến mại. Một hộp 180.000, hai hộp 250.000, 5 hộp giá sỉ 430.000 và 10 hộp ngày hôm nay có giá sỉ 780.000, được tặng luôn một kem đánh răng đặc trị hôi miệng trị giá 300.000 đồng. Kem đánh răng này ngậm được, nuốt được, hòa được vào nước để làm nước súc miệng, giúp trắng răng gấp 3 lần, đánh thay kem đánh răng bình thường luôn các chị em mình sáng và tối nhá. Ngậm được, nuốt được, trẻ em đánh được, người bầu bầu bì đánh được.